Sống ở trên đời, con người ai thường cũng muốn giàu sang, danh vọng, quyền lực, sống lâu, khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng người đạt được ý nguyện ít lại càng ít. Có người nghèo khổ hèn kém, có người nhiều bệnh tật hoặc tàn phế, có người đoản mạng chết sớm. Riêng sự an lạc, vui vẻ thì ai cũng đều có thể hưởng thụ được. Nhưng thật đáng tiếc, có nhiều người lại không nhìn rõ, lệch lạc, tự tìm khổ não, sống lỗi lầm trong khổ não. Người giàu mà không biết đủ, tri túc thì không đầy đủ. Có rồi lại muốn thêm nữa, tốt rồi lại càng muốn tốt hơn. Được rồi lại sợ mất, sợ tai họa đến, sợ bệnh tật, sợ chết. Lúc nào tâm trạng cũng bất an, buồn bực, lo âu sợ sệt. Tâm trạng người ấy cho dù ở thiên đường cũng như là ở địa ngục. Ngược lại, người nghèo mà biết thiểu dục tri túc thì là đầy đủ, biết nhân quả, rõ thị phi, không bạo ngược, không mặc cảm, không tham, không oán giận, không hơn thua hay so sánh với người khác. Người như vậy tự mình được cái vui và an lạc. Con người cuối cùng một đời tìm kiếm, tranh đấu không ngoài sự hào hoa nơi vật chất và danh lợi. Để được vui vẻ, nếu chỉ vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình, tha hồ làm điều trái lẽ, thì có cái gì mà chẳng thể làm? Chẳng phải đợi báo ứng đời sau mới thọ khổ, mà đời này cũng có thể gặp tai họa trùng trùng, như thế có thể vui vẻ được chăng? Cuộc sống của con người có hai việc: một là cuộc sống vật chất, hai là cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất càng tìm cầu thì càng đau khổ, vĩnh viễn không thể đầy đủ. Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu, thì tâm tình có thể thoải mái, tâm lý an ổn, thì sẽ được cuộc sống vui vẻ. Người học Phật tu hành, chuyên nhất chí thành ở nơi chân tâm, dân làm các việc thiện, chẳng cầu những thứ hư dinh trước mắt, mà cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm. Dứt bỏ dục vọng của chính mình và chấp trước, giữ gìn tâm thanh tịnh. Từ việc hành trì không gián đoạn, tự nhiên được an lạc, đầy đủ và vui vẻ trong tâm linh. Do người tu hành có chánh kiến, chánh tư duy, tâm từ bi, làm việc thiện, không làm ác, thiểu dục tri túc, ít phiền não, có sự ký thác trên tinh thần là tinh Phật, có lý tưởng thành Phật, cuộc sống tự nhiên được an lạc, vui vẻ. Đương nhiên, chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tu hành thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh. Quyết cần phải thanh trừ tập khí vô minh của chính mình, tham, sân, si. Cải chánh hành vi sai trái, sự vui vẻ mới có thể hưởng dụng được. Vì sao cần phải học Phật? Mục đích học Phật là như thế nào? Nói một cách đơn giản, tức là chuyển mê thành ngộ. Nhưng mê là cái gì? Còn ngộ là thế nào? Mê tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ, không rõ được chân tướng của nhân sinh, cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ. Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là thế gian vô thường, cõi nước nguy hiểm, mong manh dễ mất, bốn đại khổ, không, năm uẩn không tướng. Chúng ta thường có thói quen nhận lầm muôn pháp hư huyễn là thường trụ bất hại, và nhân tâm do năm uẩn hòa hợp làm chân ngã, cho đến chấp ngã, chấp pháp, khởi hoặc, tạo nghiệp, rốt cuộc bị trôi nổi trong sinh tử, chìm đắm trong biệt khổ. Ngộ tức là đối với chân lý tánh của nhân sinh, sự tướng duyên khởi của vũ trụ, có sự lý giải thấu triệt, biết là duyên sinh tánh không, duyên khởi vô ngã. Duyên sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh, duyên khởi là nói các pháp do các duyên hợp thành. Tánh đó vốn không, không có tự tánh chân thật, do đó không thể chấp trước, tự tìm phiền não, tạo nghiệp để chuốc lấy quả khổ. Nói một cách khác, mê tức là không rõ chân tướng của nhân sinh. Một người ở trong cuộc sống dài mươi năm, nói gần, không hiểu được mình sinh ra như thế nào, đến già lại không hiểu rõ lúc nào chết, chết rồi đi về đâu. Cho đến tất cả dạng vật bên ngoài con người cũng như thế, đều là chẳng rõ sự kỳ diệu. Nói xa hơn,
tất cả vạn hữu trong vũ trụ tại sao lại tồn tại? Phàm là không rõ được những đạo lý này nên bảo là mê. Ngộ là rõ ràng chân tướng của sự thật, hiểu được thân thể của nó chỉ là giả tướng hòa hợp của bốn đại. Đất, nước, gió, lửa, tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra. Thân thể giả tướng này trải qua từ trẻ nhỏ, thiếu niên, trung niên, già. Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh, bệnh nặng mà chết. Sau khi chết, từ từ dần về tiêu diệt. Ngoài nơi thân xác, thật tướng mà mắt thường ta không nhìn thấy gọi là chân như, còn gọi là linh hồn, hay còn gọi là Phật tánh, là vĩnh viễn tồn tại, là không sinh, không diệt. Một người như thế này, vạn vật cũng là thế này. Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngộ. Học Phật tức là đem cảnh mê của người chuyển đổi đi, mà mở ra một con đường khiến người ta đi vào cảnh ngộ. Nhưng mục đích của học Phật không phải chỉ là sự giải thoát cho riêng mình, mà còn phải vì tất cả chúng sanh mà bài trừ khổ nạn, được vui vẻ mà nỗ lực tu hành. Vì sao cần tu hành? Vì sao cần tu hành ư? Là vì cần lìa khổ được vui. Thế giới ta bà là biển khổ, người đời là những kẻ khổ. Khổ nhiều vui ít, người nghèo khổ, người giàu cũng khổ. Lúc bận rộn khổ, lúc nhàn rỗi cũng khổ. Khổ mỗi dạng mỗi kiểu, mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, không hợp với lòng thì không yên, không tự tại, không vui, tức là khổ. Tu hành là thế nào? Là phải ra khỏi sinh tử luân hồi sáu đường, lìa khổ được vui, thành Phật. Thành Phật đầu tiên cần phải biết tin nhân quả, dứt ác tu thiện, tu thân dưỡng tánh, rõ sanh tử, chuyển mê khai ngộ. Thế gian là cuộc vô thường, không có gì thường hằng bất biến. Đại địa và thân tâm chúng ta mỗi phút mỗi giây đều thay đổi. Ở trong thâm tâm bất định ảo huyễn này, bạn có thể tìm được một cái chân ngã bất biến hằng thường không? Thế giới ta bà là các pháp vô thường, tất cả các hiện tượng đều là dời đổi biến hóa, sinh diệt từng giây phút. Mọi sự vật thiên biến vạn hóa, dơ nhuốc khổ đau, khổ não lấp lấp. Nên cõi ta bà còn gọi là uế độ, cõi nhơ nhớp. Đời người là khổ, trên thân thể có khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Trên tinh thần cũng có nhiều thứ khổ khác nhau. Chúng ta lấy khổ làm vui đã thành thói quen, cho là bình thường. Người đời phần nhiều lấy dục lạc của năm giác quan làm vui, khổ vui, mỗi việc cũng khác nhau. Người đời hầu hết thì muốn rời xa cái khổ, cái vui thì muốn được. Người đời cảm thọ khổ và vui chẳng qua là dựa trên sự thuận và nghịch của thân tâm, tổn hại hay ích lợi mà nói. Y cứ theo Phật mà nhìn, khổ mà người đời nói là cái khổ thật sự. Nói là vui, ngược lại chưa chắc là thật vui. Đức Phật đã khẳng định rằng đời người là khổ. Có khổ đương nhiên cần phải xuất ly, lìa khổ thế gian, cầu vui giải thoát, xa lìa luân hồi ở ba cõi sáu đường. Đây là sự nỗ lực và nhận thức nên có của nhân sinh, cũng là mục đích của Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Ở đây lấy việc lìa khổ được vui làm tiền đề của Phật Pháp. Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ chân thật là khổ, vui chân thật là vui, mới có thể sanh khởi yêu thích quy hướng chân chánh đối với Phật Pháp. Phật Pháp là phương pháp đứng trên căn bản khiến chúng ta có thể dẹp trừ đau khổ mà đạt được an lạc chân thật. Chỉ có tu trì Phật Pháp, tinh thọ phụng hành, hành trì không gián đoạn, tự nhiên sẽ đạt được sự đầy đủ vui vẻ của tâm cảnh. Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối, cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng, có lúc là cực sanh bi, khổ tận cam lai. Người đời nhân nơi khổ mà tìm cầu vui, ngược lại nhân nơi vui mà sanh đến khổ đau. Đời người gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ ít, mà buồn đau thì nhiều.
lý do khổ não của đời người cũng vô cùng vô tận. Đời người có mấy thứ khổ ư? Bao gồm có khổ của việc sanh ra, sanh khổ, khổ của già suy, lão khổ, khổ lúc gặp chết mất, tử khổ, khổ lúc gặp người mình oán hận, oán tán hội khổ, khổ lúc người yêu thương chia rời, ái biệt ly khổ, khổ vì sự những gì muốn được mà lại không được, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, khổ về các loại, các dạng rất nhiều, chẳng an, chẳng vui vẻ cũng là khổ. Người có trí tuệ, trước khi làm một việc gì, trước phải suy xét vì sao nên làm thế này. Sau khi hiểu rõ, mới khẳng định sự việc nên làm, bắt tay vào việc mà không có một chút e dè lo sợ. Đối với mọi người, công việc cứ y trên đạo đức mà làm, y cứ trên trí tuệ mà xử lý tất cả công việc, tức là học Phật. Con người vì sao cần phải tu hành? Phật giáo lấy đời người là khổ ra nói rõ. Nếu cần phải tu hành, có người sẽ phản đối. Hiện tại tôi đang cảm thọ được rất vui vẻ, sự vui vẻ này vì sao có thể là khổ chứ? Thật ra kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch, thậm chí điên đảo. Đối với chúng ta cho là vui, nhưng trong mắt người có trí tuệ nhìn, tức chính là khổ. Sau khi vui vẻ qua đi, khổ sẽ đến. Vì vui mà khổ nối nhau mà đến. Cũng như ban ngày và ban đêm, sau khi ngày qua đi, đêm tối sẽ đến. Do đó, đời người là khổ, xác thật là không thể phủ nhận. Vậy thì như thế nào là thoát ly được khổ? Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải làm. Khổ cần phải làm như thế nào mới thoát ly? Đức Phật ở trong bốn thánh đế dạy rằng khổ do tập mà có. Tập là sự kết chứa các phiền não hoặc và nghiệp. Do nơi nghiệp của con người mới có khổ. Nghiệp tuy là vô hình nhưng lại là chủ tể của nhân sinh. Sở dĩ cần lìa khổ, quyết cần phải đoạn tập. Muốn đoạn tập không được tạo nghiệp, không có nghiệp thì không có tập. Như thế nghiệp là thế nào? Nghiệp là hành vi của chúng ta. Thân tâm không thể không có hoạt động. Có hoạt động rồi thì có hành vi, có hành vi rồi thì có nghiệp. Sở dĩ không tạo nghiệp là không làm ác nghiệp, và chẳng liên quan đến thiện nghiệp thì không làm. Vì không tạo ra ác nghiệp, hành thiện là điều tất yếu. Chúng ta hy vọng hành vi của chính mình là hành vi thiện. Y cứ theo Phật Pháp mà nói, giải thoát phiền não. Trong tâm thanh tịnh, an tường, tự tại, tinh thần thoải mái, tương lai có khả năng thoát khỏi sinh tử. Tu hành là thế nào? Tu hành là thế nào? Tu tức là sửa đổi. Hành tức là hành vi của chúng ta. Hành vi này bao quát có hữu hình và vô hình, tức là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Tu hành là sửa đổi lại hành vi của thân, khẩu, ý của chúng ta. Hành vi của thân, khẩu, ý sao cần sửa đổi? Vì hành vi của con người có nhiều lúc làm tổn hại người khác hoặc chúng sanh khác. Trong vô hình cũng tổn hại chính mình, khiến tự mình và người khác đều cảm thọ thống khổ. Những hành vi này tức là ác nghiệp. Có thể tu được thân, khẩu, ý không làm ác, tự nhiên thân tâm thanh tịnh an lạc. Tình huống ở thân tâm yên ổn rồi, vọng niệm lại ít hơn. Nếu như có thể tiến đến mà niệm, niệm ở nơi thiện, thân hành ở nơi thiện, miệng nói ở nơi thiện, ý tưởng ở nơi thiện, thì là từ tu hành tiến đến tu trì rồi. Do đã đem các tập khí bất lương cải chánh, tâm đã thuần nhất, chướng ngại cũng đã giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Lại thêm niệm chẳng gián đoạn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Tình đời xem đã rõ, muôn duyên thế tục buông đi. Việc giảng sanh của thế giới cực lạc ở Tây Phương thì nắm chắc. Chỗ tốt đẹp của pháp môn trì danh niệm Phật: thứ nhất là rõ được sanh tử, ra khỏi luân hồi sáu nẻo,
giảng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, lìa khổ được vui, chân lạc thành Phật. Trên phương diện thực hành, đây là pháp môn thẳng tắc, viên đốn mà rất dễ hành trì, phù hợp với tất cả hạng người và hoàn cảnh trong thời mạt pháp này. Thứ hai, người đời khi mệnh chung thì đau đớn khổ sở không thể nói hết, muôn nghìn người, khó được một người chết an lành tự tại. Người niệm Phật tu hành có công phu, đến lúc mệnh chung, thân không bệnh khổ, biết trước ngày giờ chết, chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đang đứng hoặc đang ngồi mà niệm Phật giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu công phu niệm Phật sâu, thì ở hiện đời được nhất tâm bất loạn, căn lành sâu dày, lại có thể thân chứng niệm Phật tam muội, chứng ngộ. Thứ ba, trên sinh hoạt tinh thần có chỗ ký thác là tinh Phật, có lý tưởng là thành Phật, cuộc sống được an lạc tự tại. Thứ tư, biết tin nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo, rõ thị phi, dừng ác tu thiện, thiểu dục tri túc, cuộc sống yên ổn đạm bạc giản dị, tâm cảnh khai mở, nhìn rõ tình đời, muôn duyên thế tục buông xuống, công việc thì giữ bổn phận, vui với tập thể, giao thiệp với người hài hòa, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không tụi với đất. Phần lớn giảm nhẹ đi những phiền toái từ bên ngoài xã hội, gia đình và công việc, tự nhiên sẽ được yên ổn, tốt đẹp, tự tại, an lạc, nhìn các việc đều thoải mái, thích hợp, thuận mắt. Thứ năm, nương giáo lý của Đức Phật mà chiếu xét tư tưởng, hành vi của chính mình. Như điều bất chánh thì đưa vào chỗ chánh, không nề nếp thì đưa vào nề nếp. Khi gặp vấn đề khó khăn về cuộc sống, khổ rầu về hoàn cảnh, những thiếu sót hạn chế của xã hội hiện thực, việc con người phiền não xấu xa, đều có thể điều chỉnh tâm cảnh bất bình chính mình. Trong tâm bình hòa, bình thuận, bình tĩnh, bình đạm, tâm không theo sự vui giận mà chìm nổi, xem danh lợi phú quý như khói mây qua mắt, lấy tâm tri túc để thủ xả muôn vật, không vọng cầu, không vọng lấy, không vọng dụng, không bị sự trói buộc bởi cảnh bên ngoài. Tâm an lý được, tùy duyên qua ngày, cuộc sống sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Giải thích những nghi ngờ. Phật giáo không phải là mê tín. Nói mê tín là không hiểu rõ ràng và tin một cách mù quáng. Bất kỳ điều gì ta đã trải qua sự quan sát và suy nghĩ rồi nhận định điều ấy không có sai lầm mà sinh tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng của lý trí. Nếu như chưa rõ hiểu, chỉ nghe người khác nói là rất tốt, hoặc dựa vào truyền thống của gia tộc mà tín ngưỡng theo, sau khi tín ngưỡng còn chưa thâm nhập hiểu rõ, chỉ thuần túy ngay trên việc làm là tín ngưỡng, như thế bản thân của ta cũng là mê tín. Nếu như ta không hiểu rõ Phật giáo, chỉ nghe những người khác nói Phật giáo là mê tín, hoặc nhìn thấy một vài nghi thức biểu tượng của Phật giáo mà chưa trải qua sự thâm nhập rõ hiểu ở nghĩa lý mà đã nhận định Phật giáo là mê tín, như thế thật mới là mê tín. Rồi nói pháp mê tín cho người khác, thành kiến chấp mê tín chính mình. Phật giáo trái lại khuyến khích con người hoài nghi, đều đem việc hoài nghi đề xuất ra để thảo luận. Chỉ có hoài nghi mới có thể bàn xét mà có được đáp án. Như đây mới có thể giảng sinh ra tính tâm chân chính. Trên sự thật, không có bất kỳ tôn giáo nào như là Phật giáo chịu cho con người hoài nghi kiểu này, khai phóng kiểu này và không mê tín kiểu này. Phật giáo không phải là tiêu cực, trốn đời. Phật giáo lấy từ bi làm gốc, nhẫn nhục làm hành động, đối với thanh sắc, danh lợi, năm dục sáu trần, thì Phật giáo chủ trương xa tránh. Vậy thì Phật giáo có phải là tôn giáo tiêu cực, trốn đời thật không? Xin thưa là không phải. Chỉ cần con người đối với Phật Pháp có chút ít hiểu rõ, thì có thể hiểu được tinh thần tích cực nhập thế của Phật giáo. Mà ở nơi Phật giáo, ngược lại từ bi dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, đây là chỗ vĩ đại của Phật giáo, cũng chính là tính tích cực của Phật giáo. Cũng có người sẽ hỏi,
Tôi thường thấy các hòa thượng hoặc những người tu hành chỉ ở trong núi thẳm hoặc trong các chùa tụng kinh niệm Phật. Cuộc sống này sao có thể nói là tích cực được chứ? Đây cũng chỉ là biết một mà không biết hai. Tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp là độ khắp chúng sanh. Nếu độ chúng sanh thì cần phải học tập phương pháp độ sinh. Thí dụ như có người bị chìm trong nước, anh dẫu có lòng cứu người mà không biết bơi lội, cùng lắm chỉ đứng trên bờ hô hoán. Có người khác tuy biết bơi giỏi nhưng ngược lại anh ta chỉ đứng khoanh tay. Lúc này nếu có một người đã có tâm cứu người lại biết bơi lội, nhảy vào trong nước thì có thể cứu được người dưới nước. Đệ tử của Phật không luận là tỳ kheo xuất gia hay Phật tử tại gia, những người tụng kinh niệm Phật đó đều là người phát nguyện rộng cứu người, đang luyện tập kỹ thuật bơi lội. Không có kỹ thuật làm sao cứu người, càng không phải là đem những lời này ra làm lời biện hộ cho đệ tử của Phật. Trên sự thật, tinh thần của Phật giáo xưa nay như vậy. Phật giáo không phải là chủ nghĩa của sự chán nản. Pháp lục độ của Đại Thừa tuy trọng về nhẫn nhục nhưng xả thân vì Pháp cũng là giáo nghĩa của Phật giáo. Khi bạo lực xâm lăng, chánh pháp có nguy cơ sắp diệt, giáo lý Phật cảm hóa không hiệu quả, Phật tử cũng sẽ phấn khởi đại lực dũng mãnh đứng dậy chống đối với bạo lực. Như trong kinh Nhân Duyên Tăng Hộ chép rằng: vì hộ sinh mệnh của Phật Pháp thà bỏ tiền tài, vì cứu hộ một nhà thà bỏ một người, vì cứu hộ một thôn thà bỏ một nhà, vì cứu hộ một nước thà bỏ một thôn. Rắn độc cắn tay thì tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Đoạn kinh văn ở trên là những gì mạnh mẽ và quả cảm. Xét ra, sự tích cực tiến thủ của người đời chẳng ngoài sự tranh đấu trên danh lợi, xây đắm trên thanh sắc. Phật giáo chủ trương hy sinh chính mình, dưới phổ độ chúng sanh, trên thì cầu đại giác, tinh tấn không biến nhát, đó mới gọi là tích cực vậy. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật Pháp là Pháp giúp con người chuyển mê khai ngộ, chuyển si sinh huệ, chuyển phàm thành thánh. Nếu có người đối với Phật Pháp không hiểu, hoặc hiểu biết nửa vời, sẽ nhận định Phật giáo là mê tín. Đây không khác nào như người mù sờ voi, như ếch ngồi đáy giếng. Trên thực tế, thế gian cũng có tôn giáo mê tín, tức là đem tất cả chính mình giao phó cho thần linh ở bên ngoài mà chẳng tin vào chính mình. Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh đều có tu trì thành Phật. Nhiều tôn giáo khác tin mọi việc các hung, quả phước của con người đều do thần linh bên ngoài chi phối. Bởi vậy, con người phải cầu thần linh che chở, bảo hộ. Ở trong sự khốn khổ mê mờ sợ sệt, con người tin chắc có những loại thần có đủ oai lực đang khống chế và thao túng tất cả vũ trụ. Những vị thần này hễ nghịch đến thì sẽ bị tai họa, còn thuận theo thì được tha thứ và giúp đỡ. Đối với việc cúng tế các vị thần, các tôn giáo đa thần cũng chủ trương là đại sự cho cuộc sống của con người. Nhất thần tôn giáo có tiến bộ hơn so với đa thần tôn giáo. Thiên Chúa hay Thượng Đế là vị sáng tạo và là chủ tể của cả thế gian vũ trụ vạn hữu. Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến nhất thần. Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Thiên Chúa giáo của người Do Thái, Gia Tô giáo cho đến Hồi giáo của Ả Rập đều thuộc một loại này. Xem hết giáo nghĩa của những tôn giáo này, tuy hình thái và nghi thức không đồng nhưng chỉ lấy một đối tượng làm việc sùng bái thì là một. Ngoài tôn giáo tín ngưỡng về tha lực, Phật giáo là tôn giáo tín ngưỡng về tự lực. Phật giáo không cho rằng vũ trụ vạn vật là do Thượng Đế sáng tạo. Đối với vũ trụ vạn hữu, hiện tượng sanh diệt biến đổi, mọi pháp từ nhân duyên mà sinh, mọi pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Đây sinh, kia diệt đều là quả của nhân duyên sinh. Tinh thể vận hành, đầu mối thời gian dời trôi trong đó đều do nhân quả. Sinh lão bệnh tử, uyển thọ, trong đó cũng có nhân quả. Nhân như vậy, quả như vậy.
mảy tơ sợi lông chẳng sai. Vì thế, các hiện tượng tự nhiên chắc chắn không phải do Thượng Đế sáng tạo và chủ tể. Chính ta là chủ tể của chính mình. Không có thần nào có thể làm chủ tể con người, cũng không có thần nào có thể ban phước giáng họa. Khi Đức Phật Thích Ca ngộ đạo thành Phật, câu nói đầu tiên của Ngài là: kỳ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng Như Lai trí huệ. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước, không thể chứng được. Nếu lì vọng tưởng, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí được hiện tiền. Đức tướng Như Lai trí huệ là gì? Tức là Phật tánh, là người người đều có đủ. Tánh này ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm. Người người nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, đều có thể thành Phật. Nhưng nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, hoàn toàn cần dựa vào thực hành của chính mình. Ví như cái gương đầy bụi, quyết cần phải tự mình lau chùi đi bụi bặm, khôi phục lại tánh gốc là tánh trong sáng vốn có. Đây hoàn toàn dựa vào sự tu trì của chính mình, chẳng giống như người Công giáo mong chờ tha lực, nói là tin Chúa thì được cứu rỗi. Người đời không hiểu lý này, lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giúp cứu cho là khoa học, còn tôn giáo nhờ dựa vào sự tu trì chính mình lại cho là mê tín. Đây chẳng phải là điên đảo đen trắng, không rõ thị phi sao? Cái nào là trí tín, cái nào là mê tín? Người mắt sáng đủ có chỗ lựa chọn rồi. Phật pháp và khoa học. Khoa học trong hiện tại và tương lai rất cần thiết cho nhân loại. Khoa học không ngừng tiến bộ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của con người. Trong quan niệm của con người, khoa học luôn phát minh những điều mới mẻ, tiến bộ, thiết thực. Điểm chính yếu của khoa học có ba. Một là luật nhân quả, là tự lý luận đến thực tiễn để đưa ra kết luận. Hai là kinh nghiệm thực tế, là sau khi thu thập chứng cứ, nghiên cứu, từ đó đưa ra lý luận để giải thích, chẳng thêm bất kỳ không tưởng nào. Ba là phân tích, là dùng thực tiễn trải qua thời gian để phân tích và quan sát sự biến đổi của từng cá thể, hoặc mổ xẻ từng cá thể để quan sát cái tổng thể. Khoa học dùng ba phương pháp này để nghiên cứu các sự vật hiện tượng, từ đó biết được sự tồn tại của sự vật hiện tượng từ hai phương diện: sự liên tục của thời gian và sự hòa hợp của không gian. Điểm này khoa học với Phật học rất giống nhau. Cấu trúc của mỗi kinh Phật chia làm ba phần lớn: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Mỗi phần lớn lại phân ra nhiều phần nhỏ, thứ lớp. Sự phân chia nghiêm ngặt này cũng hợp với tinh thần của khoa học. Mỗi một bộ kinh Phật bắt đầu đều có 6 điểm chứng tín: tính, văn, thời, chủ, xứ, chúng, để nói rõ điểm trọng yếu về thời gian, địa điểm, người nghe mà Phật nói kinh đó. Điều này giống như những người làm công tác khoa học viết về báo cáo thực nghiệm. Báo cáo thực nghiệm bắt đầu cần phải viết người chủ trì, những người thực hiện, thời gian, địa điểm, mục tiêu thực nghiệm, phương tiện sử dụng, đồ vật sử dụng. Quá trình của người học Phật có 4 phương pháp phù hợp với khoa học: một là tin, hai là hiểu, ba là thực hành, bốn là chứng. Tin là tin phương pháp Đức Phật dạy cho con người là chân chánh. Đức Phật nói con người có Phật tánh, nhưng Phật tánh đó bị phiền não ngăn che, cho nên ở nơi cảnh mê. Con người nếu trừ được mê vọng thì sanh khởi giác ngộ, tương lai cũng được thành Phật. Nếu ta đối với những lời nói của Đức Phật mà không hoài nghi thì ta có chánh tín đối với Phật giáo. Hiểu là ta tuy tin những lời nói của Đức Phật đúng, nhưng ta cần phải xác định thực tế có thể hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong một câu nói đó hay không. Không được hồ đồ, có chỗ không rõ ràng, không thể hiểu mập mờ, hoặc không hiểu, hoặc là có chỗ hiểu lầm. Thực hành là đối với câu nói của Phật, ngươi sẽ thành Phật này. Ta đã tin sâu sắc rồi, ta lại hiểu được làm thế nào mới có thể thành Phật. Như thế hiện tại, ta còn phải đem phương pháp thành Phật của Đức Phật dạy, từng bước, luyện tập một cách thiết tha và chắc chắn. Nhưng có nhiều đệ tử, tuy là mang tri thức của Phật,
tin pháp của Phật giảng, nhưng lại đem Phật pháp theo việc làm của thế tục, hoặc gấp rút công sức để mau được cái lợi. Thực hành được một thời gian, không thấy công hiệu thì chẳng làm nữa. Kiểu này tuy là có tin có hiểu, nhưng rốt cục là ngang bằng với sự chẳng tin chẳng hiểu. Bởi vì học Phật đối với chữ tin và hiểu thì hành càng trọng yếu hơn. Chứng là phương pháp lúc Đức Phật còn tại thế dạy người thành Phật, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Bất kỳ một pháp nào hễ có hằng tâm mà chí thành tu trì thì có thể thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Chỉ riêng ở Trung Quốc và Việt Nam, các bậc cao tăng, đại đức, cư sĩ nhiều đời thành đạo rất nhiều. Các sách như Cao Tăng Truyện, Hiền Thánh Lục, Mấy Điệu Sen Thanh đã nói đến rất nhiều. Nói một điểm thực tế hơn, khoa học hiện đại ngày nay đã phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, Kinh Phật hơn 2.500 năm trước đã sớm có ghi chép. Thế giới trong quan niệm của người đời chẳng ra khỏi phạm vi địa cầu. Như bình thường nói, đi vòng quanh thế giới chẳng qua là đi một vòng xung quanh địa cầu, gọi là đại chiến của thế giới, cũng chẳng qua là chiến tranh quốc tế đại quy mô trên địa cầu. Mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thật chẳng phải là 3.000 cái thế giới, mà là tập hợp 1.000 thế giới làm một tiểu thế giới, tập hơn 1.000 tiểu thế giới làm một trung thế giới, tập hợp 1.000 trung thế giới làm một đại thế giới. Do trong đó bao hàm bội số của cái 3.000, cho nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong kinh nói rằng hư không vô tận, thế giới vô lượng, quốc độ chúng sanh vô lượng, cho nên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng rất vô lượng. Địa cầu chỗ ở của chúng ta chẳng qua là một hạt bụi trong không gian bao la vô tận. Lời nói của pháp này khi khoa học chưa phát triển thật khó được người ta tiếp nhận, nhưng do nơi sự phát triển của thiên văn học đã chứng minh tinh cầu trong hệ ngân hà nhiều đến nỗi không thể đếm hết, khoảng cách giữa các tinh cầu cũng tính không hết. Ví dụ như khoảng cách giữa trái đất với mặt trời là 8.5 phút năm ánh sáng. Khoảng cách của một năm ánh sáng mỗi giây là 300.000 km nhân lên số giây của một năm. Khoảng cách giữa sao Ngưu Lang và Chức Nữ đến 12.000 năm ánh sáng, lại có những hành tinh cách trái đất tới khoảng vài chục năm ánh sáng. Do đây có thể biết so với khoa học, Phật pháp càng khoa học. Chương 1: Tổng quan về Phật học. A. Ý nghĩa và lược sử Đức Phật Thích Ca. Phật là tiếng Phạn, gọi tắt của hai chữ Phật Đà mà Hán văn phiên âm ra, còn gọi là Như Lai, Thế Tôn. Ý nghĩa đó là bậc giác ngộ nhân sinh và tất cả vạn vật, xa cho đến thật tướng và chân lý của mọi sự hữu hình và vô hình. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Đức Phật mà chúng ta đang nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước Công Nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca Sakya thuộc Bắc Ấn Độ, ngày nay là Nepal. Lúc nhỏ, Ngài tên là Tất Đạt Đa, thái tử con vua Tịnh Phạn. Mẹ Ngài là Maya Phu Nhân. Khi Ngài mới sinh ra được 7 ngày thì bà qua đời. Bà dì Maha Basa Ba Đề thay thế nuôi dạy Ngài nên người. Khi thái tử đản sanh, một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà, tu hành trên núi Hy Mã Lạp Sơn, được mời đến cung vua để xem tướng cho thái tử. Gặp thái tử, đạo sĩ A Tư Đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì sao, đạo sĩ A Tư Đà trả lời: ông mừng vì thái tử tương lai sẽ thành Phật,
bậc giác ngộ vô thượng. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, sẽ qua đời mà không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ. Khi Thái tử lên 7 tuổi, những thầy giáo giỏi nhất đương thời được mời đến hoàng cung dạy cho Thái tử các môn học như ngôn ngữ học, văn học, công nghệ học, y học, logic học và thần học. Sách kể rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, Thái tử đã học thông thạo các môn học và 4 sách thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, Thái tử học võ thuật, theo truyền thống dòng dõi đẳng cấp võ tướng, sát đế lỵ. Nhờ có sức khỏe phi thường, Thái tử học môn võ gì cũng giỏi. Về môn bắn cung, sách kể rằng, trong một cuộc hội thi, Thái tử đã bắn một mũi tên xuyên 7 lớp trống đồng, trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được 3 lớp trống đồng. Năm 16 tuổi, Ngài kết hôn với công chúa Yajudala và sinh được một con trai là La Hầu La. Theo thời gian, Ngài chứng kiến những cảnh tượng sanh, lão, bệnh, tử, các điều đau khổ và sự tàn sát lẫn nhau của loài người và loài vật. Ngài quyết chí cần phải tìm ra một phương pháp để giải quyết các việc khổ đau của thế gian. Năm 29 tuổi, Ngài quyết chí xuất gia tìm kiếm con đường giải thoát. Suốt 6 năm tìm đạo và tu hành khổ hạnh mà không có kết quả, cuối cùng Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề của thành Già Gia, tinh tấn nhập thiền định khai sáng chính mình. Sau 49 ngày nhập thiền định, Ngài được đại giác ngộ chánh giác, bắt đầu giảng dạy. Một đời nói pháp 49 năm, lúc viên tịch là 80 tuổi. Hầu như Ngài đi khắp cả xứ Bắc Ấn Độ, dẫn dắt mọi người trong tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Với họ, Ngài luôn bình đẳng không khởi tâm phân biệt, đã phá chủ nghĩa phân biệt giai cấp của xã hội đương thời, đề xướng chủ nghĩa chúng sanh bình đẳng. B. Phật chẳng phải là thần. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật trên lịch sử. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều từ nhân gian mà thành Phật, chứ không phải ở trên trời hay chỗ nào khác mà thành chánh đẳng chánh giác. Như thế có thể thấy địa vị của con người là tôn quý vô thượng. Do đó có thể nói rằng, con người có đầy đủ hoàn toàn nhân cách, tức là Phật. Thành Phật hoàn toàn do nơi trí tuệ và sự nỗ lực của con người, mà không phải là nhờ vào bất cứ thần linh nào, hoặc sự cảm ứng của lực bên ngoài. Chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện, tinh tấn, cuối cùng đều có thể thành Phật. Cho nên nói rằng, Phật giáo là nơi mọi người đều có thể dựa vào. Người người thành Phật rồi giáo hóa, không phải như thần tự xưng là, duy chỉ có ta là cao tột vô thượng, con người tuyệt đối không thể đạt đến địa vị của ta. Nói pháp như thế là phủ định quan niệm bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật, sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội, Bà La Môn, quý tộc, bình dân, nô lệ, rất khắc nghiệt. Ngài mạnh mẽ chủ trương đối lập phế trừ giai cấp, đề xướng chúng sanh bình đẳng, đó cũng chính là tinh thần của Phật giáo. C. Phật học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm đại bi thiết tha, một đời Ngài cố gắng thuyết pháp độ sinh. Cái học của Phật giảng thời ấy chỉ dùng lời nói, không có viết thành văn chương. Sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử sợ rằng trải qua thời gian lâu, học lý của Đức Phật dạy sẽ từ từ bị mai một mất. Cho nên chúng đệ tử, do Đại Ca Diếp lãnh đạo, nhóm họp 500 người tại một nơi tên gọi là Diệp Thọ Nghiêm, khai ra hội nghị kết tập. Trong hội do một người đệ tử của Phật có sức nhớ rất mạnh mẽ và số lần nghe pháp cũng rất nhiều, đó là Ngài A Nan. Ngài A Nan đọc lại chân lý thật tướng của nhân sinh và vũ trụ mà Đức Phật đã giảng, đó gọi là Kinh Tạng. Những quy định, quy củ hành trì cho chúng đệ tử mà Phật đặc biệt lập ra, gọi là luật tạng. Ngoài ra, Ngài Phú Lâu Na dùng phương thức vấn đáp với Phật để giải thích và phát huy chân lý của Phật, gọi là luận tạng. Kinh, luật và luận này hợp lại chung gọi là tam tạng. Nhưng nhiều người học thời đó hễ còn có giới hạn, chưa từng tham gia,
Bên ngoài hội do bà sư bà lãnh tụ riêng, kết tập năm tạng, kinh, luật, luận, tạp và chú cấm. Ngoài ra còn có các vị Bồ Tát như Văn Thù, Di Lặc, vân vân và A Nan Tôn giả kết tập thánh điển, Đại Thừa Tam Tạng. Tổng quát những sự kết tập ở trên gọi là Đại Tạng Kinh. Phật giáo với sự viên mãn của giáo lý, sự tinh mật của luận bàn, trên thế giới bất luận kinh điển của một tôn giáo khác cũng không thể so sánh được. D. Mục đích học Phật. Tam tạng kinh điển không luận là nói về lý hay về hành, hoặc nói như thế nào đi nữa. Mục đích là khiến chúng sanh chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khiến chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mà chúng ta nghiên cứu kinh điển giáo lý, tụng kinh niệm Phật, giữ năm giới, mười thiện nghiệp, thực tiễn sáu pháp ba la mật, mục đích đó cũng là mong cầu chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, cứu cánh sau cùng cũng là mong cầu đồng thành Phật đạo. E. Giáo lý Phật học. 1. Tam pháp ấn. Đức Phật từ vấn đề sanh, lão, bệnh, tử ở đời người mà nói ra chân lý. Chân lý hiện thực từ quan sát mà có. Chân lý này tức là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó chính là tam pháp ấn. Pháp ấn tức là ấn chứng chân lý, cũng tức là tiêu chí của Phật pháp. Chư hành vô thường. Hành là chỉ cho hiện tượng sanh diệt biến hóa. Chư hành vô thường là nói tất cả pháp thế gian sanh, trụ, dị, diệt, giây phút không ngừng. Việc mà quá khứ có, hiện tại xuất hiện rồi tương lai biến mất. Tất cả các việc này đều thuộc vô thường. Điều này ở trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta đều có thể kinh nghiệm thấy được, cho nên không cần phải chứng minh mà tự rõ. Phật pháp tức là từ sự thật tự rõ này mà xuất phát ra. Do nơi vô thường, con người sẽ sanh, lão, bệnh, tử, hoặc dẫn đến sự biến đổi mà trở nên tốt hay xấu. Ví dụ như người nghèo trở nên giàu, người yếu trở nên mạnh, người ngu trở nên người hiền, người mê đạt được niềm vui tịnh ngộ. Đây đều là vô thường của thế gian. Nhưng vô thường trong Phật pháp là biến diệt, mà không phải là đoạn diệt. Sự biến diệt này là trước diệt sau sinh, nối nhau không dứt. Đó tức là chân lý trong nhân sinh và trong vũ trụ của tất cả các hiện tượng. Chư pháp vô ngã là nói tất cả sự vật đều không tồn tại vĩnh cửu bất biến. Sự vật ở thế gian có hiện tượng tồn tại là do nhân duyên hòa hợp mà có. Rồi đến lúc nhân duyên ly tán thì lại tiêu mất không sót lại, cũng không thể thường trụ bất hoại. Ngã là cái thể hòa hợp của phong, thủy, thổ, hỏa. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đại khái, ngã chẳng ra ngoài tinh thần và nhục thể, mà ngã con người chấp trước là lấy cái giả của tinh thần và nhục thể này làm ngã. Nhưng chín chắn mà phân tích, ở trong giả tướng này, rốt cuộc thì tinh thần là ngã hay nhục thể là ngã? Ngã chân chánh là chân như Phật tánh của chúng ta. Nhưng chân như Phật tánh này bị vọng tưởng chấp trước ngăn che, rồi chấp trước cái tướng giả hợp của năm uẩn này là ngã. Mà tướng giả hợp của năm uẩn này không thể thường trụ thường hằng. Cho nên đối với bốn đại, năm uẩn mà cầu ngã ở trong đó, rốt cuộc chẳng thể có được. Chư hành vô thường mọi người đều rất dễ tiếp nhận, nhưng chư pháp vô ngã thì người đời rất khó chấp nhận, mà là học thuyết rất đặc trưng của Phật pháp. Niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là trạng thái không còn phiền não. Niết bàn tịch tịnh tức là đạt đến cảnh tượng không khổ, an lạc và tự tại. Chúng sanh vì do ngã chấp khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo, cho nên ngã chấp là cái gốc của sinh tử luân hồi. Nếu không có ngã chấp thì hoặc nghiệp không khởi. Ngay sau đó có thể hiểu chân chánh thực tướng của các pháp,
tức là Niết Bàn tịch tịnh. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Hai pháp ấn đó là tất cả các pháp hữu vi của thế gian đều là pháp sinh diệt. Pháp ấn Niết Bàn tịch tịnh là pháp vô vi của xuất thế gian, đó là pháp bất sinh bất diệt. 2. 12 nhân duyên. Ba ấn tổng hợp lại là thuyết nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là do duyên mà khởi. Duyên là tổ hợp của các điều kiện phù hợp, khởi là chỉ cho năng lực phát sinh. Vì thế, duyên khởi là tập hợp các điều kiện mà sản sinh ra các sự vật hiện tượng. Hiện tượng là vô thường, sinh diệt thay đổi, nhưng sự biến đổi của chúng là sự biến đổi ở một điều kiện nhất định. Pháp biến hóa này tức là duyên khởi. Trung tâm của Phật Pháp là nhân duyên. Đây là điểm không đồng giữa Phật Pháp và các tôn giáo khác, mà đó là cái đặc sắc riêng của Phật Pháp. 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 12 chi phần. Mỗi chi phần đều có sự quan hệ lẫn nhau mà tạo thành dòng, tức là vô minh duyên với hành, vân vân cho đến sanh duyên với lão tử. Đây là lưu chuyển duyên khởi, đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra. Khi vô minh diệt thì hành diệt, vân vân cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Nghĩa là hoàn diệt duyên khởi, diệt hết phiền não là cảnh giải thoát. 12 nhân duyên là giáo lý mà người học Phật phải nên xem trọng. Từ đó mới có thể hiểu được sự lưu chuyển ba đời của vạn vật, là sự chuyển hóa trong lưới nghiệp lực. Dựa vào nguyên lý của 12 nhân duyên, có thể giải thích các hiện tượng luân hồi của ba đời. Nói một cách tổng quát, từ nơi hoặc tức phiền não sẽ tạo ra nghiệp. Do nơi tạo nghiệp, nhất định thọ báo mà sinh khổ. Nhân nơi khổ mà sinh ra phiền não mới. Như vậy, ba thứ này xoay dần xen nhau làm nhân duyên, mãi luân hồi không dừng dứt. Nói cách khác, do nơi vô minh, ái, thủ, duyên với các thứ phiền não, nên có cái nhân mà tạo thành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão, tử, vân vân, các khổ báo. 12 nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích vì sao con người ở trong biển khổ sinh tử xoay dần luân hồi. 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử. Nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng, mà là một hình vòng tròn mắc xích với nhau. Mạng sống tức là như thế này, đầu mà cuối, cuối mà lại đầu. Lưu chuyển luân hồi không dừng, giống như gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà, vân vân. Sự suy lão, tử vong của chúng ta, do chúng ta có sinh mới có tử, mà chúng ta sở dĩ đầu thai đến nhân gian. Đây là chúng ta bị vô minh che, không rõ thị phi, vọng loạn làm ác. Do đó, chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện, đoạn tuyệt tất cả nhân ác, học Phật tu hành, thường xuyên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, về sau khỏi phải thọ lấy luân hồi khổ báo. 12 nhân duyên cho chúng ta biết nguyên nhân của sinh tử, đánh thức chúng ta cần phải tiến một bước nghiên cứu như thế nào để liệu thoát khỏi sự uy hiếp của sinh tử. Chẳng vậy thì sống say chết mộng, khổ nạn vĩnh viễn, không có ngày ngừng nghỉ. 3. Bốn thánh đế. Thuyết 12 nhân duyên là pháp môn tự nội chứng, tức là tự hành pháp môn. Căn cứ thuyết, Đức Phật quán sát sở đắc từ thiền định tư duy lúc thành Phật đạo dưới cội Bồ Đề. Đức Phật ở tại vườn Lộc Uyển đã thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Đây là lúc Đức Phật bắt đầu độ chúng sanh. Bốn thánh đế là cơ sở của Phật giáo, cũng là tư tưởng trung tâm của Phật giáo. Bốn thánh đế gồm Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đế nghĩa là chân thật bất hư, là chân lý. Đế này là chỗ hiểu biết của bậc thánh, cho nên gọi là thánh đế. Khổ đế là chỉ cho hiện tượng của sinh mạng,
đều là quả khổ. Tập đế là nói rõ nguyên nhân tạo thành quả khổ. Diệt đế là nói rõ trạng thái lý tưởng diệt hết tất cả phiền não mà vào niết bàn. Đạo đế là nói rõ phương pháp dẫn dắt diệt hết tất cả phiền não khổ đau. Bốn thánh đế bao gồm hết nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Tập là nhân và khổ là quả. Đó là nhân quả của cõi mê. Đạo là nhân và diệt là quả. Đó là nhân quả của cảnh ngộ. Khi Đức Phật nói pháp, trước tiên Ngài nói khổ, sau đó nói tập là muốn khiến cho chúng sanh trước tiên phải nhàm chán ở sự bức bách của các khổ và các nguyên do của các khổ, khiến chúng sanh biết khổ mà đoạn tập. Tiếp theo, Đức Phật nói diệt trước, rồi sau mới nói đạo, là muốn chúng sanh trước mừng ở nơi diệt và sự an lạc thanh tịnh, từ đó phát ra sự tu tập của đạo, khiến chúng sanh tu đạo mà chứng diệt. Cho nên nói, khổ phải biết, tập phải đoạn, diệt cần chứng, đạo phải tu là vậy. Khổ đế. Khổ là chỉ sự bức bách, vô số ác nghiệp của chúng sanh tạo ra từ vô thủy đến nay sẽ chiêu cảm đến vô lượng các khổ khác nhau. Thực trạng tất cả sinh mạng ở trong cõi mê này đều chẳng có điều gì mà không nhiễm ô và khổ não. Tuy trong đời người cũng có những lạc thú, nhưng cảnh vui này rốt cuộc sẽ ở nơi vô thường thay đổi, dẫn đến tạo ra nỗi khổ niềm đau. Không có ai có thể tránh được. Liên hệ đối với các loại và hiện tượng của khổ sẽ nói ở sau. Bản thân của đời người là khổ, là thuyết cơ bản của Phật giáo, gọi là khổ đế, liên quan đến chủng loại của khổ rất nhiều. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường gặp đến, không thể nào kể xiết, nhân đó đưa ra tất cả hành khổ trong một pháp ứng, chư hành vô thường của ba pháp ứng. Như từ kinh văn của kinh Chuyển Pháp Luân có thể chia khổ làm 8 loại: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Sanh khổ tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức. Do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, thai nhi cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, thai nhi cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Nếu như sanh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc. Ngoài ra, sanh khổ còn mang ý nghĩa là sống trong cuộc đời này là khổ. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên Ngài xác nhận là khổ. Lão khổ tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lần lần đau nhức chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này cũng thế. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhớp nhơ, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán, kiếp người dường như kiếp hoa. Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Bệnh khổ tức sự khổ trong cơn đau yếu bệnh tật. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại liệt. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là trên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Tử khổ tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được,
mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc tài sản sự nghiệp. Muôn mối dập dồn, quả là thật khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói gì là ưa thích. Ái biệt ly khổ, tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao nhiêu gia đình chịu kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sanh ly. Lại biết bao nhiêu kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bụa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn. Còn biết bao trẻ em, quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống chất chưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu, quả thật là khổ. Oán tắng hội khổ, tức sự khổ về oan gia hội ngộ, bị những kẻ đối nghịch thù hằn ở gần bên gièm pha nói xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, lại là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ, anh chị em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu. Đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận. Muôn ngàn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ. Ngủ ấm xí thạnh khổ, tức sự khổ về năm ấm hừng thạnh. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân và tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy thứ khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Có kẻ, nếu nói sanh là khổ, họ bảo, khi sanh ra tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo, hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo, từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ xoàng thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo, cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói chia lìa là khổ, họ bảo, gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói oán gặp gỡ là khổ, họ bảo, tôi đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo, cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không cầu mong chi khác. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao lại khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án mạng như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau. Các án mạng ấy, một phần do hạ người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay từ châu Âu, châu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, nghiện ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa phần cháy, gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hừng thạnh. Ngoài tám thứ khổ nói trên, còn có riêng ba khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ, thân thể này của chúng ta là thân nghiệp báo.
xưa nay trải qua rất khổ rồi, lại thêm sự kích động từ bên ngoài đến, như đói, khát, lạnh, nóng, đánh, hại, vân vân, càng tăng thêm nỗi đau khổ, tức là trên khổ là thêm khổ. Đây là chuyên chỉ cho sự đau khổ trên nhục thể. Hoại khổ chỉ cho lúc hiện tượng vui vẻ phát sinh biến đổi, tạo thành đau khổ, nhân đó mà gọi là khổ biến đổi, biến dịch khổ. Đây là thứ đau khổ cảm thọ trên tinh thần. Hành khổ tức là tất cả hành khổ. Chữ hành là chỉ cho tất cả hiện tượng không thể tránh khỏi, dời đổi, biến hóa, mà tất cả các hiện tượng lưu chuyển đều là khổ. Thứ khổ này cùng với ngũ ấm xứ thành khổ của tám khổ là ý nghĩa giống nhau. Ở trên đã nêu ra các hiện tượng khổ, chỉ là đối với hạng phàm phu đang còn mê hoặc chưa giác ngộ. Đối với bậc thánh giả đã giải thoát mà nói là không cảm thọ khổ đó. Song phàm phu chúng sanh phải chịu các thứ khổ, nhưng chỉ cần có thể kịp thời tỉnh giác, tiến tới tu hành, do ở nơi khả năng chân chánh thấy được khổ, khổ đế, lại có thể quán sát ra nguyên nhân của khổ, tập đế, tiến tới muốn đem khổ tiêu diệt, diệt đế, dẫn đến tìm được phương pháp tiêu diệt khổ, đạo đế. Như vậy cũng có thể khổ giảm thiểu tác dụng cho đến không còn. Tập đế. Tập đế là chỉ cho sự chiêu tập, phiền não và khổ đau mà chúng sanh thọ lãnh. Là từ hoặc nghiệp, tham, sân, si của ngã tướng, từ nơi nghiệp thọ báo chiêu gom lại. Chiêu tập cái nhân tất cả pháp khổ, cũng chính là căn nguyên của biển khổ sinh tử ba cõi. Tập đế lấy nghiệp làm nhân, lấy phiền não làm duyên. Nghiệp có ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Phiền não có tham, sân, si, lại khiến cho thân, khẩu, ý làm việc bất thiện. Cho nên có cái khổ luân hồi ba cõi, tạo thành nguyên nhân sanh tử luân hồi không dứt và tất cả các thống khổ. Diệt đế. Diệt đế là chỉ cho khổ được diệt, cắt hết nhân tập, đem cái khát ái sở hữu mà diệt đi toàn bộ. Khát ái là đại biểu cho tất cả phiền não, do đó diệt là diệt tất cả phiền não, không có nhiễm trước, vắng lặng ẩn mất, cũng tức là niết bàn. Niết bàn chẳng phải là diệt không, mà là xả ly, diệt bỏ tất cả đau khổ, giải thoát khổ não sanh tử của ba cõi. Đạo đế. Đạo đế là chỉ chung cho hành. Đạo đế là tu hành dẫn đến niết bàn, có thể lìa luân hồi sanh tử mà vào trạng thái niết bàn. Đạo này lấy trung dung mà cầu giải thoát, cũng gọi là chánh đạo. Như thế ở trên cuộc sống tu hành, cần làm thế nào mới phù hợp với trung đạo? Sống ở trên đời, con người ai thường cũng muốn giàu sang, danh vọng, quyền lực, sống lâu, khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng người đạt được ý nguyện ít lại càng ít. Có người nghèo khổ hèn kém, có người nhiều bệnh tật hoặc tàn phế, có người đoạn mạng chết sớm. Riêng sự an lạc, vui vẻ thì ai cũng đều có thể hưởng thụ được. Nhưng thật đáng tiếc, có nhiều người lại không nhìn rõ, lệch lạc, tự tìm khổ não, sống lỗi lầm trong khổ não. Người giàu mà không biết đủ, tri túc thì không đầy đủ, có rồi lại muốn thêm nữa, tốt rồi lại càng muốn tốt hơn, được rồi lại sợ mất, sợ tai họa đến, sợ bệnh tật, sợ chết. Lúc nào tâm trạng cũng bất an, buồn bực, lo âu, sợ sệt. Tâm trạng người ấy cho dù ở thiên đường cũng như là ở địa ngục. Ngược lại, người nghèo mà biết thiểu dục tri túc thì là đầy đủ, biết nhân quả, rõ thị phi, không bạo ngược, không mặc cảm, không tham, không oán giận, không hơn thua hay so sánh với người khác. Người như vậy tự mình được cái vui và an lạc. Con người cuối cùng một đời tìm kiếm, tranh đấu không ngoài sự hào hoa nơi vật chất và danh lợi. Để được vui vẻ, nếu chỉ vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình, tha hồ làm điều trái lẽ, thì có cái gì mà chẳng thể làm? Chẳng phải đợi báo ứng đời sau mới thọ khổ, mà đời này cũng có thể gặp tai họa trùng trùng,
như thế có thể vui vẻ được chăng? Cuộc sống của con người có hai việc. Một là cuộc sống vật chất, hai là cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất càng tìm cầu thì càng đau khổ, vĩnh viễn không thể đầy đủ. Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu, thì tâm tình có thể thoải mái, tâm lý an ổn, thì sẽ được cuộc sống vui vẻ. Người học Phật tu hành, chuyên nhất chí thành ở nơi chân tâm, dân làm các việc thiện, chẳng cầu những thứ hư dinh trước mắt, mà cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm. Dứt bỏ dục vọng của chính mình và chấp trước, giữ gìn tâm thanh tịnh. Từ việc hành trì không gián đoạn, tự nhiên được an lạc, đầy đủ và vui vẻ trong tâm linh. Do người tu hành có chánh kiến, chánh tư duy, tâm từ bi, làm việc thiện, không làm ác, thiểu dục tri túc, ít phiền não, có sự ký thác trên tinh thần là tinh Phật, có lý tưởng thành Phật, cuộc sống tự nhiên được an lạc vui vẻ. Đương nhiên, chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tu hành thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh. Quyết cần phải thanh trừ tập khí vô minh của chính mình, tham, sân, si. Cải chánh hành vi sai trái, sự vui vẻ mới có thể hưởng dụng được. Vì sao cần phải học Phật? Mục đích học Phật là như thế nào? Nói một cách đơn giản, tức là chuyển mê thành ngộ. Nhưng mê là cái gì? Còn ngộ là thế nào? Mê tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ, không rõ được chân tướng của nhân sinh, cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ. Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là thế gian vô thường, cõi nước nguy hiểm, mong manh, dễ mất, bốn đại khổ, không, năm uẩn không tướng. Chúng ta thường có thói quen nhận lầm muôn pháp hư huyễn là thường trụ bất hại, và nhân tâm do năm uẩn hòa hợp làm chân ngã, cho đến chấp ngã, chấp pháp, khởi hoặc, tạo nghiệp, rốt cuộc bị trôi nổi trong sinh tử, chìm đắm trong biệt khổ. Ngộ tức là đối với chân lý tánh của nhân sinh, sự tướng duyên khởi của vũ trụ, có sự lý giải thấu triệt, biết là duyên sinh tánh không, duyên khởi vô ngã. Duyên sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh. Duyên khởi là nói các pháp do các duyên hợp thành. Tánh đó vốn không, không có tự tánh chân thật, do đó không thể chấp trước, tự tìm phiền não, tạo nghiệp để chuốc lấy quả khổ. Nói một cách khác, mê tức là không rõ chân tướng của nhân sinh. Một người ở trong cuộc sống dài mươi năm, nói gần, không hiểu được mình sinh ra như thế nào, đến già lại không hiểu rõ lúc nào chết, chết rồi đi về đâu. Cho đến tất cả vạn vật bên ngoài con người cũng như thế, đều là chẳng rõ sự kỳ diệu. Nói xa hơn, tất cả vạn hữu trong vũ trụ tại sao lại tồn tại? Phàm là không rõ được những đạo lý này nên bảo là mê. Ngộ là rõ ràng chân tướng của sự thật, hiểu được thân thể của nó chỉ là giả tướng hòa hợp của bốn đại: đất, nước, gió, lửa, tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra. Thân thể giả tướng này trải qua từ trẻ nhỏ, thiếu niên, trung niên, già. Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh, bệnh nặng mà chết. Sau khi chết, từ từ dần về tiêu diệt. Ngoài nơi thân xác, thật tướng mà mắt thường ta không nhìn thấy, gọi là chân như, còn gọi là linh hồn, hay còn gọi là Phật tánh, là vĩnh viễn tồn tại, là không sinh, không diệt. Một người như thế này, vạn vật cũng là thế này. Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngộ. Học Phật tức là đem cảnh mê của người chuyển đổi đi, mà mở ra một con đường khiến người ta đi vào cảnh ngộ. Nhưng mục đích của học Phật không phải chỉ là sự giải thoát cho riêng mình, mà còn phải vì tất cả chúng sanh mà bài trừ khổ nạn, được vui vẻ mà nỗ lực tu hành. Vì sao cần tu hành? Vì sao cần tu hành ư? Là vì cần lìa khổ được vui. Thế giới ta bà là biển khổ, người đời là những kẻ khổ. Khổ nhiều vui ít, người nghèo khổ, người giàu cũng khổ. Lúc bận rộn khổ,
lúc nhàn rỗi cũng khổ. Khổ mỗi dạng mỗi kiểu, mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, không hợp với lòng thì không yên, không tự tại, không vui, tức là khổ. Tu hành là thế nào? Là phải ra khỏi sinh tử luân hồi, sáu đường, lìa khổ được vui, thành Phật. Thành Phật đầu tiên cần phải biết tin, nhân quả, dứt ác tu thiện, tu thân dưỡng tánh, rõ sanh tử, chuyển mê khai ngộ. Thế gian là cuộc vô thường, không có gì thường hằng bất biến. Đại địa và thân tâm chúng ta mỗi phút mỗi giây đều thay đổi. Ở trong thâm tâm bất định ảo huyễn này, bạn có thể tìm được một cái chân ngã bất biến hằng thường không? Thế giới ta bà là các pháp vô thường, tất cả các hiện tượng đều là dời đổi biến hóa, sinh diệt từng giây phút. Mọi sự vật thiên biến vạn hóa, dơ nhuốc khổ đau, khổ não lớp lớp, nên cõi ta bà còn gọi là uế độ, cõi nhơ nhớp. Đời người là khổ, trên thân thể có khổ của sinh, lão, bệnh, tử, trên tinh thần cũng có nhiều thứ khổ khác nhau. Chúng ta lấy khổ làm vui đã thành thói quen, cho là bình thường. Người đời phần nhiều lấy dục lạc của năm giác quan làm vui, khổ vui, mỗi việc cũng khác nhau. Người đời hầu hết thì muốn rời xa cái khổ, cái vui thì muốn được. Người đời cảm thọ khổ và vui chẳng qua là dựa trên sự thuận và nghịch của thân tâm, tổn hại hay ích lợi mà nói. Y cứ theo Phật mà nhìn, khổ mà người đời nói là cái khổ thật sự. Nói là vui, ngược lại chưa chắc là thật vui. Đức Phật đã khẳng định rằng đời người là khổ. Có khổ đương nhiên cần phải xuất ly, lìa khổ thế gian, cầu vui giải thoát, xa lìa luân hồi ở ba cõi sáu đường. Đây là sự nỗ lực và nhận thức nên có của nhân sinh, cũng là mục đích của Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Ở đây lấy việc lìa khổ được vui làm tiền đề của Phật Pháp. Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ, chân thật là khổ, vui, chân thật là vui, mới có thể sanh khởi yêu thích, quy hướng chân chánh đối với Phật Pháp. Phật Pháp là phương pháp đứng trên căn bản, khiến chúng ta có thể dẹp trừ đau khổ mà đạt được an lạc chân thật. Chỉ có tu trì Phật Pháp, tinh thọ phụng hành, hành trì không gián đoạn, tự nhiên sẽ đạt được sự đầy đủ vui vẻ của tâm cảnh. Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối, cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng, có lúc là cực sanh bi, khổ tận cam lai. Người đời nhân nơi khổ mà tìm cầu vui, ngược lại nhân nơi vui mà sanh đến khổ đau. Đời người gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ ít, mà buồn đau thì nhiều. Lý do khổ não của đời người cũng vô cùng, vô tận. Đời người có mấy thứ khổ ư? Bao gồm có khổ của việc sanh ra, sanh khổ, khổ của già suy, lão khổ, khổ lúc gặp chết mất, tử khổ, khổ lúc gặp người mình oán hận, oán tắng hội khổ, khổ lúc người yêu thương chia rời, ái biệt ly khổ, khổ vì sự những gì muốn được mà lại không được, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, khổ về các loại, các dạng rất nhiều, chẳng an, chẳng vui vẻ cũng là khổ. Người có trí tuệ, trước khi làm một việc gì, trước phải suy xét vì sao nên làm thế này. Sau khi hiểu rõ, mới khẳng định sự việc nên làm, bắt tay vào việc mà không có một chút e dè, lo sợ. Đối với mọi người, công việc cứ y trên đạo đức mà làm, y cứ trên trí tuệ mà xử lý tất cả công việc, tức là học Phật. Con người vì sao cần phải tu hành? Phật giáo lấy đời người là khổ ra nói rõ. Nếu cần phải tu hành, có người sẽ phản đối: hiện tại tôi đang cảm thọ được rất vui vẻ, sự vui vẻ này vì sao có thể là khổ chứ? Thật ra kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch, thậm chí điên đảo. Đối với chúng ta cho là vui, nhưng trong mắt người có trí tuệ nhìn, tức chính là khổ. Sau khi vui vẻ qua đi, khổ sẽ đến.
vì vui mà khổ nối nhau mà đến. Cũng như ban ngày và ban đêm, sau khi ngày qua đi, đêm tối sẽ đến. Do đó, đời người là khổ, xác thật là không thể phủ nhận. Vậy thì như thế nào là thoát ly được khổ? Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải làm. Khổ cần phải làm như thế nào mới thoát ly? Đức Phật ở trong bốn thánh đế dạy rằng khổ do tập mà có. Tập là sự kết chứa các phiền não hoặc và nghiệp. Do nơi nghiệp của con người mới có khổ. Nghiệp tuy là vô hình nhưng lại là chủ tể của nhân sinh. Sở dĩ cần lìa khổ, quyết cần phải đoạn tập. Muốn đoạn tập không được tạo nghiệp, không có nghiệp thì không có tập. Như thế nghiệp là thế nào? Nghiệp là hành vi của chúng ta. Thân tâm không thể không có hoạt động. Có hoạt động rồi thì có hành vi. Có hành vi rồi thì có nghiệp. Sở dĩ không tạo nghiệp là không làm ác nghiệp. Và chẳng liên quan đến thiện nghiệp thì không làm. Vì không tạo ra ác nghiệp, hành thiện là điều tất yếu. Chúng ta hy vọng hành vi của chính mình là hành vi thiện. Y cứ theo Phật Pháp mà nói, giải thoát phiền não. Trong tâm thanh tịnh, an tường, tự tại, tinh thần thoải mái, tương lai có khả năng thoát khỏi sinh tử. Tu hành là thế nào? Tu hành là thế nào? Tu tức là sửa đổi. Hành tức là hành vi của chúng ta. Hành vi này bao quát có hữu hình và vô hình, tức là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Tu hành là sửa đổi lại hành vi của thân, khẩu, ý của chúng ta. Hành vi của thân, khẩu, ý sao cần sửa đổi? Vì hành vi của con người có nhiều lúc làm tổn hại người khác hoặc chúng sanh khác, trong vô hình cũng tổn hại chính mình, khiến tự mình và người khác đều cảm thọ thống khổ. Những hành vi này tức là ác nghiệp. Có thể tu được thân, khẩu, ý không làm ác, tự nhiên thân tâm thanh tịnh an lạc. Tình huống ở thân tâm yên ổn rồi, vọng niệm lại ít hơn. Nếu như có thể tiến đến mà niệm, niệm ở nơi thiện, thân hành ở nơi thiện, miệng nói ở nơi thiện, ý tưởng ở nơi thiện, thì là từ tu hành tiến đến tu trì rồi. Do đã đem các tập khí bất lương cải chánh, tâm đã thuần nhất, chướng ngại cũng đã giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Lại thêm niệm chẳng gián đoạn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu hoặc tiêu trừ. Tình đời xem đã rõ, muôn duyên thế tục buông đi. Việc giảng sanh của thế giới cực lạc ở Tây Phương thì nắm chắc. Chỗ tốt đẹp của pháp môn trì danh niệm Phật: thứ nhất là rõ được sanh tử, ra khỏi luân hồi sáu nẻo, giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, lìa khổ được vui, chân lạc thành Phật. Trên phương diện thực hành, đây là pháp môn thẳng tắc, viên đốn mà rất dễ hành trì, phù hợp với tất cả hạng người và hoàn cảnh trong thời mạt pháp này. Thứ hai, người đời khi mệnh chung thì đau đớn khổ sở không thể nói hết, muôn nghìn người, khó được một người chết an lành tự tại. Người niệm Phật tu hành có công phu, đến lúc mệnh chung, thân không bệnh khổ, biết trước ngày giờ chết, chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đang đứng hoặc đang ngồi mà niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu công phu niệm Phật sâu, thì ở hiện đời được nhất tâm bất loạn, căn lành sâu dày, lại có thể thân chứng niệm Phật tam muội, chứng ngộ. Thứ ba, trên sinh hoạt tinh thần có chỗ ký thác là tinh Phật, có lý tưởng là thành Phật, cuộc sống được an lạc tự tại. Thứ tư, biết tin nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo, rõ thị phi, dừng ác tu thiện, thiểu dục tri túc, cuộc sống yên ổn đạm bạc giản dị, tâm cảnh khai mở, nhìn rõ tình đời, muôn duyên thế tục buông xuống, công việc thì giữ bổn phận, vui với tập thể, giao thiệp với người hài hòa, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không tụi với đất. Phần lớn giảm nhẹ đi những phiền toái từ bên ngoài xã hội, gia đình và công việc,
tự nhiên sẽ được yên ổn, tốt đẹp, tự tại, an lạc. Nhìn các việc đều thoải mái, thích hợp, thuận mắt. Thứ năm, nương giáo lý của Đức Phật mà chiếu xét tư tưởng, hành vi của chính mình. Như điều bất chánh thì đưa vào chỗ chánh, không nề nếp thì đưa vào nề nếp. Khi gặp vấn đề khó khăn về cuộc sống, khổ rầu về hoàn cảnh, những thiếu sót hạn chế của xã hội hiện thực, việc con người phiền não, xấu xa, đều có thể điều chỉnh tâm cảnh bất bình chính mình. Trong tâm bình hòa, bình thuận, bình tĩnh, bình đạm, tâm không theo sự vui giận mà chìm nổi, xem danh lợi phú quý như khói mây qua mắt, lấy tâm tri túc để thủ xả muôn vật, không vọng cầu, không vọng lấy, không vọng dụng, không bị sự trói buộc bởi cảnh bên ngoài. Tâm an lý được, tùy duyên qua ngày, cuộc sống sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Giải thích những nghi ngờ. Phật giáo không phải là mê tín. Nói mê tín là không hiểu rõ ràng và tin một cách mù quáng. Bất kỳ điều gì ta đã trải qua sự quan sát và suy nghĩ rồi nhận định điều ấy không có sai lầm mà xin tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng của lý trí. Nếu như chưa rõ hiểu, chỉ nghe người khác nói là rất tốt, hoặc dựa vào truyền thống của gia tộc mà tín ngưỡng theo, sau khi tín ngưỡng còn chưa thâm nhập hiểu rõ, chỉ thuần túy ngay trên việc làm là tín ngưỡng, như thế bản thân của ta cũng là mê tín. Nếu như ta không hiểu rõ Phật giáo, chỉ nghe những người khác nói Phật giáo là mê tín, hoặc nhìn thấy một vài nghi thức biểu tượng của Phật giáo mà chưa trải qua sự thâm nhập rõ hiểu ở nghĩa lý mà đã nhận định Phật giáo là mê tín, như thế thật mới là mê tín. Rồi nói pháp mê tín cho người khác, thành kiến chấp mê tín chính mình. Phật giáo trái lại khuyến khích con người hoài nghi, đều đem việc hoài nghi đề xuất ra để thảo luận. Chỉ có hoài nghi mới có thể bàn xét mà có được đáp án, như đây mới có thể giảng sinh ra tính tâm chân chính. Trên sự thật, không có bất kỳ tôn giáo nào như là Phật giáo chịu cho con người hoài nghi kiểu này, khai phóng kiểu này và không mê tín kiểu này. Phật giáo không phải là tiêu cực, trốn đời. Phật giáo lấy từ bi làm gốc, nhẫn nhục làm hành động, đối với thanh sắc, danh lợi, năm dục sáu trần, thì Phật giáo chủ trương xa tránh. Vậy thì Phật giáo có phải là tôn giáo tiêu cực, trốn đời thật không? Xin thưa là không phải. Chỉ cần con người đối với Phật Pháp có chút ít hiểu rõ thì có thể hiểu được tinh thần tích cực nhập thế của Phật giáo. Mà ở nơi Phật giáo, ngược lại từ bi dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, đây là chỗ vĩ đại của Phật giáo, cũng chính là tính tích cực của Phật giáo. Cũng có người sẽ hỏi, tôi thường thấy các hòa thượng hoặc những người tu hành chỉ ở trong núi thẳm hoặc trong các chùa tụng kinh niệm Phật, cuộc sống này sao có thể nói là tích cực được chứ? Đây cũng chỉ là biết một mà không biết hai. Tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp là độ khắp chúng sanh. Nếu độ chúng sanh thì cần phải học tập phương pháp độ sinh. Thí dụ như có người bị chìm trong nước, anh dẫu có lòng cứu người mà không biết bơi lội, cùng lắm chỉ đứng trên bờ hô hoán. Có người khác tuy biết bơi giỏi nhưng ngược lại anh ta chỉ đứng khoanh tay. Lúc này nếu có một người đã có tâm cứu người lại biết bơi lội, nhảy vào trong nước thì có thể cứu được người dưới nước. Đệ tử của Phật không luận là tỳ kheo xuất gia hay Phật tử tại gia, những người tụng kinh niệm Phật đó đều là người phát nguyện rộng cứu người, đang luyện tập kỹ thuật bơi lội. Không có kỹ thuật làm sao cứu người, càng không phải là đem những lời này ra làm lời biện hộ cho đệ tử của Phật. Trên sự thật, tinh thần của Phật giáo xưa nay như vậy. Phật giáo không phải là chủ nghĩa của sự chán nản. Pháp lục độ của Đại Thừa tuy trọng về nhẫn nhục nhưng xả thân vì Pháp cũng là giáo nghĩa của Phật giáo. Khi bạo lực xâm lăng, chánh Pháp có nguy cơ sắp diệt, giáo lý Phật cảm hóa không hiệu quả, Phật tử cũng sẽ phấn khởi đại lực dũng mãnh đứng dậy chống đối với bạo lực. Như trong kinh Nhân Duyên Tăng Hộ chép rằng,
vì hộ sinh mệnh của Phật Pháp, thà bỏ tiền tài. Vì cứu hộ một nhà, thà bỏ một người. Vì cứu hộ một thôn, thà bỏ một nhà. Vì cứu hộ một nước, thà bỏ một thôn. Rắn độc cắn tay, thì tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Đoạn kinh văn ở trên là những gì mạnh mẽ và quả cảm. Xét ra, sự tích cực tiến thủ của người đời chẳng ngoài sự tranh đấu trên danh lợi, say đắm trên thanh sắc. Phật giáo chủ trương hy sinh chính mình, dưới phổ độ chúng sanh, trên thì cầu đại giác, tinh tấn không biến nhát. Đó mới gọi là tích cực vậy. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật giáo là lý trí, không phải mê tín. Phật Pháp là Pháp giúp con người chuyển mê khai ngộ, chuyển si sinh huệ, chuyển phàm thành thánh. Nếu có người đối với Phật Pháp không hiểu, hoặc hiểu biết nửa vời, sẽ nhận định Phật giáo là mê tín. Đây không khác nào như người mù sờ voi, như ếch ngồi đáy giếng. Trên thực tế, thế gian cũng có tôn giáo mê tín, tức là đem tất cả chính mình giao phó cho thần linh ở bên ngoài mà chẳng tin vào chính mình. Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh đều có tu trì thành Phật. Nhiều tôn giáo khác tin mọi việc cát hung, quả phước của con người đều do thần linh bên ngoài chi phối. Bởi vậy, con người phải cầu thần linh che chở, bảo hộ. Ở trong sự khốn khổ mê mờ sợ sệt, con người tin chắc có những loại thần có đủ oai lực đang khống chế và thao túng tất cả vũ trụ. Những vị thần này hễ nghịch đến thì sẽ bị tai họa, còn thuận theo thì được tha thứ và giúp đỡ. Đối với việc cúng tế các vị thần, các tôn giáo đa thần cũng chủ trương là đại sự cho cuộc sống của con người. Nhất thần tôn giáo có tiến bộ hơn so với đa thần tôn giáo. Thiên Chúa hay Thượng Đế là vị sáng tạo và là chủ tể của cả thế gian vũ trụ vạn hữu. Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến nhất thần. Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Thiên Chúa giáo của người Do Thái, Gia Tô giáo cho đến Hồi giáo của Ả Rập đều thuộc một loại này. Xem hết giáo nghĩa của những tôn giáo này, tuy hình thái và nghi thức không đồng, nhưng chỉ lấy một đối tượng làm việc sùng bái thì là một. Ngoài tôn giáo tín ngưỡng về tha lực, Phật giáo là tôn giáo tín ngưỡng về tự lực. Phật giáo không cho rằng vũ trụ vạn vật là do Thượng Đế sáng tạo. Đối với vũ trụ vạn hữu, hiện tượng sanh diệt biến đổi. Mọi pháp từ nhân duyên mà sinh, mọi pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Đây sinh, kia diệt đều là quả của nhân duyên sinh. Tinh thể vận hành, đầu mối thời gian dời trôi trong đó đều do nhân quả. Sinh lão bệnh tử, uyển thọ, trong đó cũng có nhân quả. Nhân như vậy, quả như vậy, mảy tơ sợi lông chẳng sai. Vì thế, các hiện tượng tự nhiên chắc chắn không phải do Thượng Đế sáng tạo và chủ tể. Chính ta là chủ tể của chính mình. Không có thần nào có thể làm chủ tể con người, cũng không có thần nào có thể ban phước giáng quả. Khi Đức Phật Thích Ca ngộ đạo thành Phật, câu nói đầu tiên của Ngài là: kỳ thay, kỳ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng Như Lai trí huệ, nhưng vì vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Nếu lì vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí được hiện tiền. Đức tướng Như Lai trí huệ là gì? Tức là Phật tánh, là người người đều có đủ. Tánh này ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm. Người người nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, đều có thể thành Phật. Nhưng nương nơi pháp tu trì, chuyển mê khai ngộ, hoàn toàn cần dựa vào thực hành của chính mình. Ví như cái gương đầy bụi, quyết cần phải tự mình lau chùi đi bụi bặm, khôi phục lại tánh gốc là tánh trong sáng vốn có. Đây hoàn toàn dựa vào sự tu trì của chính mình, chẳng giống như người Công giáo mong chờ tha lực, nói là tin Chúa thì được cứu rỗi. Người đời không hiểu lý này, lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giúp cứu cho là khoa học, còn tôn giáo nhờ dựa vào sự tu trì chính mình lại cho là mê tín. Đây chẳng phải là điên đảo đen trắng, không rõ thị phi sao? Cái nào là trí tín, cái nào là mê tín?
người mắt sáng đủ có chỗ lựa chọn rồi. Phật pháp và khoa học. Khoa học trong hiện tại và tương lai rất cần thiết cho nhân loại. Khoa học không ngừng tiến bộ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của con người. Trong quan niệm của con người, khoa học luôn phát minh những điều mới mẻ, tiến bộ, thiết thực. Điểm chính yếu của khoa học có ba. Một là luật nhân quả, là tự lý luận đến thực tiễn để đưa ra kết luận. Hai là kinh nghiệm thực tế, là sau khi thu thập chứng cứ, nghiên cứu, từ đó đưa ra lý luận để giải thích, chẳng thêm bất kỳ không tưởng nào. Ba là phân tích, là dùng thực tiễn trải qua thời gian để phân tích và quan sát sự biến đổi của từng cá thể, hoặc mổ xẻ từng cá thể để quan sát cái tổng thể. Khoa học dùng ba phương pháp này để nghiên cứu các sự vật hiện tượng, từ đó biết được sự tồn tại của sự vật hiện tượng từ hai phương diện: sự liên tục của thời gian và sự hòa hợp của không gian. Điểm này khoa học với Phật học rất giống nhau. Cấu trúc của mỗi kinh Phật chia làm ba phần lớn: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Mỗi phần lớn lại phân ra nhiều phần nhỏ, thứ lớp. Sự phân chia nghiêm ngặt này cũng hợp với tinh thần của khoa học. Mỗi một bộ kinh Phật bắt đầu đều có 6 điểm chứng tính: tính, văn, thời, chủ, xứ, chúng, để nói rõ điểm trọng yếu về thời gian, địa điểm, người nghe mà Phật nói kinh đó. Điều này giống như những người làm công tác khoa học viết về báo cáo thực nghiệm. Báo cáo thực nghiệm bắt đầu cần phải viết người chủ trì, những người thực hiện, thời gian, địa điểm, mục tiêu thực nghiệm, phương tiện sử dụng, đồ vật sử dụng. Quá trình của người học Phật có 4 phương pháp phù hợp với khoa học. Một là tin, hai là hiểu, ba là thực hành, bốn là chứng. Tin là tin phương pháp Đức Phật dạy cho con người là chân chánh. Đức Phật nói, con người có Phật tánh, nhưng Phật tánh đó bị phiền não ngăn che, cho nên ở nơi cảnh mê. Con người nếu trừ được mê vọng thì sanh khởi giác ngộ, tương lai cũng được thành Phật. Nếu ta đối với những lời nói của Đức Phật mà không hoài nghi, thì ta có chánh tính đối với Phật giáo. Hiếu là ta tuy tin những lời nói của Đức Phật đúng, nhưng ta cần phải xác định thực tế có thể hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong một câu nói đó hay không. Không được hồ đồ, có chỗ không rõ ràng, không thể hiểu mập mờ, hoặc không hiểu, hoặc là có chỗ hiểu lầm. Thực hành là đối với câu nói của Phật, ngươi sẽ thành Phật này, ta đã tin sâu sắc rồi, ta lại hiểu được làm thế nào mới có thể thành Phật. Như thế hiện tại ta còn phải đem phương pháp thành Phật của Đức Phật dạy, từng bước luyện tập một cách thiết tha và chắc chắn. Nhưng có nhiều đệ tử tuy là mang tri thức của Phật, tinh pháp của Phật giảng, nhưng lại đem Phật pháp theo việc làm của thế tục, hoặc gấp rút công sức để mau được cái lợi. Thực hành được một thời gian không thấy công hiệu thì chẳng làm nữa. Kiểu này tuy là có tin có hiểu, nhưng rốt cục là ngang bằng với sự chẳng tin chẳng hiểu. Bởi vì học Phật đối với chữ tin và hiểu thì hành càng trọng yếu hơn. Chứng là phương pháp lúc Đức Phật còn tại thế dạy người thành Phật, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Bất kỳ một pháp nào hễ có hằng tâm mà chí thành tu trì thì có thể thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Chỉ riêng ở Trung Quốc và Việt Nam, các bậc cao tăng, đại đức, cư sĩ nhiều đời thành đạo rất nhiều. Các sách như Cao Tăng Truyện, Hiền Thánh Lục, Mấy Điệu Sen Thanh đã nói đến rất nhiều. Nói một điểm thực tế hơn, khoa học hiện đại ngày nay đã phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, kinh Phật hơn 2.500 năm trước đã sớm có ghi chép. Thế giới trong quan niệm của người đời chẳng ra khỏi phạm vi địa cầu. Như bình thường nói, đi vòng quanh thế giới chẳng qua là đi một vòng xung quanh địa cầu, gọi là đại chiến của thế giới, cũng chẳng qua là chiến tranh quốc tế đại quy mô trên địa cầu. Mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thật chẳng phải là 3.000 cái thế giới, mà là tập hợp 1.000 thế giới làm một tiểu thế giới.
tập hơn 1.000 tiểu thế giới là một trung thế giới, tập hợp 1.000 trung thế giới là một đại thế giới. Do trong đó bao hàm bội số của cái 3.000, cho nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong kinh nói rằng, hư không vô tận, thế giới vô lượng, quốc độ chúng sanh vô lượng, cho nên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng rất vô lượng. Địa cầu chỗ ở của chúng ta chẳng qua là một hạt bụi trong không gian bao la vô tận. Lời nói của pháp này khi khoa học chưa phát triển thật khó được người ta tiếp nhận, nhưng do nơi sự phát triển của thiên văn học đã chứng minh tinh cầu trong hệ ngân hà nhiều đến nỗi không thể đếm hết, khoảng cách giữa các tinh cầu cũng tính không hết. Ví dụ như khoảng cách giữa trái đất với mặt trời là 8,5 phút năm ánh sáng. Khoảng cách của một năm ánh sáng mỗi giây là 300.000 km nhân lên số giây của một năm. Khoảng cách giữa sao Ngưu Lang và Chức Nữ đến 12.000 năm ánh sáng, lại có những hành tinh cách trái đất tới khoảng vài chục năm ánh sáng. Do đây có thể biết so với khoa học, Phật Pháp càng khoa học. Chương 1. Tổng quan về Phật học. A. Ý nghĩa và lược sử Đức Phật Thích Ca. Phật là tiếng Phạn, gọi tắt của hai chữ Phật Đà mà Hán Văn phiên âm ra, còn gọi là Như Lai, Thế Tôn. Ý nghĩa đó là bậc giác ngộ nhân sinh và tất cả vạn vật, xa cho đến thật tướng và chân lý của mọi sự hữu hình và vô hình. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Đức Phật mà chúng ta đang nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước Công Nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca Sakya thuộc Bắc Ấn Độ, ngày nay là Nepal. Lúc nhỏ, Ngài tên là Tất Đạt Đa, Thái tử con vua Tịnh Phạn. Mẹ Ngài là Maya Phu Nhân. Khi Ngài mới sinh ra được 7 ngày thì bà qua đời. Bà dì Maha Ba Xà Ba Đề thay thế nuôi dạy Ngài nên người. Khi Thái tử đản sanh, một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà tu hành trên núi Hy Mã Lạp Sơn được mời đến cung vua để xem tướng cho Thái tử. Gặp Thái tử, đạo sĩ A Tư Đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì sao, đạo sĩ A Tư Đà trả lời: ông mừng vì Thái tử tương lai sẽ thành Phật, bậc giác ngộ vô thượng. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, sẽ qua đời mà không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ. Khi Thái tử lên 7 tuổi, những thầy giáo giỏi nhất đương thời được mời đến hoàng cung dạy cho Thái tử các môn học như ngôn ngữ học, văn học, công nghệ học, y học, logic học và thần học. Sách kể rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, Thái tử đã học thông thạo các môn học và 4 sách thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, Thái tử học võ thuật, theo truyền thống dòng dõi đẳng cấp võ tướng, sát đế lỵ. Nhờ có sức khỏe phi thường, Thái tử học môn võ gì cũng giỏi. Về môn bắn cung, sách kể rằng, trong một cuộc hội thi, Thái tử đã bắn một mũi tên xuyên 7 lớp trống đồng, trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được 3 lớp trống đồng. Năm 16 tuổi, Ngài kết hôn với công chúa Gia Du Đà La và sinh được một con trai là La Hầu La. Theo thời gian, Ngài chứng kiến những cảnh tượng sanh, lão, bệnh, tử, các điều đau khổ và sự tàn sát lẫn nhau của loài người và loài vật. Ngài quyết chí cần phải tìm ra một phương pháp để giải quyết các việc khổ đau của thế gian. Năm 29 tuổi, Ngài quyết chí xuất gia, tìm kiếm con đường giải thoát. Suốt 6 năm tìm đạo và tu hành khổ hạnh mà không có kết quả, cuối cùng Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề của thành Già Gia, tinh tấn nhập thiền định khai sáng chính mình.
Sau 49 ngày nhập thiền định, Ngài được đại giác ngộ chánh giác, bắt đầu giảng dạy. Một đời nói pháp 49 năm, lúc viên tịch là 80 tuổi. Hầu như Ngài đi khắp cả xứ Bắc Ấn Độ, dẫn dắt mọi người trong tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Với họ, Ngài luôn bình đẳng, không khởi tâm phân biệt, đã phá chủ nghĩa phân biệt giai cấp của xã hội đương thời, đề xướng chủ nghĩa chúng sanh bình đẳng. B. Phật chẳng phải là thần. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật trên lịch sử. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều từ nhân gian mà thành Phật, chứ không phải ở trên trời hay chỗ nào khác mà thành chánh đẳng chánh giác. Như thế có thể thấy địa vị của con người là tôn quý vô thượng. Do đó có thể nói rằng con người có đầy đủ hoàn toàn nhân cách, tức là Phật. Thành Phật hoàn toàn do nơi trí tuệ và sự nỗ lực của con người, mà không phải là nhờ vào bất cứ thần linh nào hoặc sự cảm ứng của lực bên ngoài. Chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện, tinh tấn, cuối cùng đều có thể thành Phật. Cho nên nói rằng Phật giáo là nơi mọi người đều có thể dựa vào. Người người thành Phật rồi giáo hóa, không phải như thần tự xưng là, duy chỉ có ta là cao tột vô thượng, con người tuyệt đối không thể đạt đến địa vị của ta. Nói pháp như thế là phủ định quan niệm bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật, sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội, Bà La Môn, quý tộc, bình dân, nô lệ, rất khắc nghiệt. Ngài mạnh mẽ chủ trương đối lập phế trừ giai cấp, đề xướng chúng sanh bình đẳng. Đó cũng chính là tinh thần của Phật giáo. C. Phật học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm đại bi thiết tha, một đời Ngài cố gắng thuyết pháp độ sinh. Cái học của Phật giảng thời ấy chỉ dùng lời nói, không có viết thành văn chương. Sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử sợ rằng trải qua thời gian lâu, học lý của Đức Phật dạy sẽ từ từ bị mai một mất. Cho nên chúng đệ tử, do Đại Ca Diếp lãnh đạo, nhóm họp 500 người tại một nơi tên gọi là Diệp Thọ Nghiêm, khai ra hội nghị kết tập. Trong hội do một người đệ tử của Phật có sức nhớ rất mạnh mẽ và số lần nghe pháp cũng rất nhiều, đó là Ngài A Nan. Ngài A Nan đọc lại chân lý thật tướng của nhân sinh và vũ trụ mà Đức Phật đã giảng, đó gọi là Kinh Tạng. Những quy định, quy củ hành trì cho chúng đệ tử mà Phật đặc biệt lập ra, gọi là Luật Tạng. Ngoài ra, Ngài Phú Lâu Na dùng phương thức vấn đáp với Phật để giải thích và phát huy chân lý của Phật, gọi là Luận Tạng. Kinh, luật và luận này hợp lại chung gọi là Tam Tạng. Nhưng nhiều người học thời đó hãy còn có giới hạn, chưa từng tham gia. Bên ngoài hội do bà sư bà lãnh tụ riêng, kết tập năm tạng, kinh, luật, luận, tạp và chú cấm. Ngoài ra còn có các vị Bồ Tát như Văn Thù, Di Lặc, vân vân và A Nan Tôn giả kết tập thánh điển, Đại Thừa Tam Tạng. Tổng quát những sự kết tập ở trên gọi là Đại Tạng Kinh. Phật giáo với sự viên mãn của giáo lý, sự tinh mật của luận bàn, trên thế giới bất luận kinh điển của một tôn giáo khác cũng không thể so sánh được. D. Mục đích học Phật. Tam tạng kinh điển, không luận là nói về lý hay về hành, hoặc nói như thế nào đi nữa, mục đích là khiến chúng sanh chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khiến chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mà chúng ta nghiên cứu kinh điển giáo lý, tụng kinh niệm Phật, giữ năm giới, mười thiện nghiệp, thực tiễn sáu pháp ba la mật, mục đích đó cũng là mong cầu chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, cứu cánh sau cùng cũng là mong cầu đồng thành Phật đạo. E. Giáo lý Phật học. 1. Tam pháp ấn. Đức Phật từ vấn đề sanh, lão, bệnh, tử ở đời người mà nói ra chân lý. Chân lý hiện thực từ quan sát mà có. Chân lý này tức là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó chính là tam pháp ấn. Pháp ấn tức là
ấn chứng chân lý, cũng tức là tiêu chí của Phật Pháp. Chư hành vô thường. Hành là chỉ cho hiện tượng sanh diệt biến hóa. Chư hành vô thường là nói tất cả pháp thế gian sanh, trụ, dị, diệt, giây phút không ngừng. Việc mà quá khứ có, hiện tại xuất hiện rồi tương lai biến mất. Tất cả các việc này đều thuộc vô thường. Điều này ở trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta đều có thể kinh nghiệm thấy được, cho nên không cần phải chứng minh mà tự rõ. Phật Pháp tức là từ sự thật tự rõ này mà xuất phát ra. Do nơi vô thường, con người sẽ sanh, lão, bệnh, tử, hoặc dẫn đến sự biến đổi mà trở nên tốt hay xấu. Ví dụ như người nghèo trở nên giàu, người yếu trở nên mạnh, người ngu trở nên người hiền, người mê đạt được niềm vui tịnh ngộ. Đây đều là vô thường của thế gian. Nhưng vô thường trong Phật Pháp là biến diệt, mà không phải là đoạn diệt. Sự biến diệt này là trước diệt sau sinh, nối nhau không dứt. Đó tức là chân lý trong nhân sinh và trong vũ trụ của tất cả các hiện tượng. Chư pháp vô ngã là nói tất cả sự vật đều không tồn tại vĩnh cửu bất biến. Sự vật ở thế gian có hiện tượng tồn tại là do nhân duyên hòa hợp mà có. Rồi đến lúc nhân duyên ly tán thì lại tiêu mất không sót lại, cũng không thể thường trụ bất hoại. Ngã là cái thể hòa hợp của phong, thủy, thổ, hỏa. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đại khái, ngã chẳng ra ngoài tinh thần và nhục thể. Mà ngã con người chấp trước là lấy cái giả của tinh thần và nhục thể này làm ngã. Nhưng chín chắn mà phân tích, ở trong giả tướng này, rốt cuộc thì tinh thần là ngã hay nhục thể là ngã? Ngã chân chánh là chân như Phật tánh của chúng ta. Nhưng chân như Phật tánh này bị vọng tưởng chấp trước ngăn che, rồi chấp trước cái tướng giả hợp của năm uẩn này là ngã. Mà tướng giả hợp của năm uẩn này không thể thường trụ thường hằng. Cho nên đối với bốn đại, năm uẩn mà cầu ngã ở trong đó, rốt cuộc chẳng thể có được. Chư hành vô thường, mọi người đều rất dễ tiếp nhận. Nhưng chư pháp vô ngã thì người đời rất khó chấp nhận, mà là học thuyết rất đặc trưng của Phật Pháp. Niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là trạng thái không còn phiền não. Niết bàn tịch tịnh tức là đạt đến cảnh tượng không khổ, an lạc và tự tại. Chúng sanh vì do ngã chấp khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo, cho nên ngã chấp là cái gốc của sinh tử luân hồi. Nếu không có ngã chấp thì hoặc nghiệp không khởi. Ngay sau đó có thể hiểu chân chánh thực tướng của các pháp, tức là niết bàn tịch tịnh. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Hai pháp ấn đó là tất cả các pháp hữu vi của thế gian đều là pháp sinh diệt. Pháp ấn niết bàn tịch tịnh là pháp vô vi của xuất thế gian, đó là pháp bất sinh bất diệt. 2. 12 nhân duyên. Ba ấn tổng hợp lại là thuyết nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là do duyên mà khởi. Duyên là tổ hợp của các điều kiện phù hợp, khởi là chỉ cho năng lực phát sinh. Vì thế, duyên khởi là tập hợp các điều kiện mà sản sinh ra các sự vật hiện tượng. Hiện tượng là vô thường, sinh diệt thay đổi, nhưng sự biến đổi của chúng là sự biến đổi ở một điều kiện nhất định. Pháp biến hóa này tức là duyên khởi. Trung tâm của Phật Pháp là nhân duyên. Đây là điểm không đồng giữa Phật Pháp và các tôn giáo khác, mà đó là cái đặc sắc riêng của Phật Pháp. 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 12 chi phần. Mỗi chi phần đều có sự quan hệ lẫn nhau mà tạo thành dòng, tức là vô minh duyên với hành, dần dần cho đến sanh duyên với lão tử. Đây là lưu chuyển duyên khởi, đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra. Khi vô minh diệt
thì hành diệt, vân vân, cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Nghĩa là hoàn diệt duyên khởi, diệt hết phiền não là cảnh giải thoát. 12 nhân duyên là giáo lý mà người học Phật phải nên xem trọng. Từ đó mới có thể hiểu được sự lưu chuyển ba đời của vạn vật, là sự chuyển hóa trong lưới nghiệp lực. Dựa vào nguyên lý của 12 nhân duyên, có thể giải thích các hiện tượng luân hồi của ba đời. Nói một cách tổng quát, từ nơi hoặc tức phiền não sẽ tạo ra nghiệp. Do nơi tạo nghiệp, nhất định thọ báo mà sinh khổ. Nhân nơi khổ mà sinh ra phiền não mới. Như vậy, ba thứ này xoay vần xen nhau làm nhân duyên, mãi luân hồi không dừng dứt. Nói cách khác, do nơi vô minh, ái, thủ, duyên với các thứ phiền não, nên có cái nhân mà tạo thành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão, tử, vân vân, các khổ báo. 12 nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích vì sao con người ở trong biển khổ sinh tử xoay vần luân hồi. 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử. Nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng, mà là một hình vòng tròn mắc xích với nhau. Mạng sống tức là như thế này, đầu mà cuối, cuối mà lại đầu. Lưu chuyển luân hồi không dừng, giống như gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà, vân vân. Sự suy lão, tử vong của chúng ta, do chúng ta có sinh mới có tử, mà chúng ta sở dĩ đầu thai đến nhân gian. Đây là chúng ta bị vô minh che, không rõ thị phi, vọng loạn làm ác. Do đó, chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện, đoạn tuyệt tất cả nhân ác, học Phật tu hành, thường xuyên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, về sau khỏi phải thọ lấy luân hồi khổ báo. 12 nhân duyên cho chúng ta biết nguyên nhân của sinh tử, đánh thức chúng ta cần phải tiến một bước nghiên cứu như thế nào để liệu thoát khỏi sự uy hiếp của sinh tử. Chẳng vậy thì sống say chết mộng, khổ nạn vĩnh viễn, không có ngày ngừng nghỉ. 3. Bốn thánh đế. Thuyết 12 nhân duyên là pháp môn tự nội chứng, tức là tự hành pháp môn. Căn cứ thuyết, Đức Phật quán sát sở đắc từ thiền định tư duy lúc thành Phật đạo với cội Bồ Đề. Đức Phật ở tại vườn Lộc Uyển đã thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Đây là lúc Đức Phật bắt đầu độ chúng sanh. Bốn thánh đế là cơ sở của Phật giáo, cũng là tư tưởng trung tâm của Phật giáo. Bốn thánh đế gồm Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đế nghĩa là chân thật bất hư, là chân lý. Đế này là chỗ hiểu biết của bậc thánh, cho nên gọi là thánh đế. Khổ đế là chỉ cho hiện tượng của sinh mạng, đều là quả khổ. Tập đế là nói rõ nguyên nhân tạo thành quả khổ. Diệt đế là nói rõ trạng thái lý tưởng diệt hết tất cả phiền não mà vào niết bàn. Đạo đế là nói rõ phương pháp dẫn dắt diệt hết tất cả phiền não khổ đau. Bốn thánh đế bao gồm hết nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Tập là nhân và khổ là quả. Đó là nhân quả của cõi mê. Đạo là nhân và diệt là quả. Đó là nhân quả của cảnh ngộ. Khi Đức Phật nói pháp, trước tiên Ngài nói khổ, sau đó nói tập, là muốn khiến cho chúng sanh trước tiên phải nhàm chán ở sự bức bách của các khổ và các nguyên do của các khổ, khiến chúng sanh biết khổ mà đoạn tập. Tiếp theo, Đức Phật nói diệt trước, rồi sau mới nói đạo, là muốn chúng sanh trước mừng ở nơi diệt và sự an lạc thanh tịnh, từ đó phát ra sự tu tập của đạo, khiến chúng sanh tu đạo mà chứng diệt. Cho nên nói, khổ phải biết, tập phải đoạn, diệt cần chứng, đạo phải tu là vậy. Khổ đế. Khổ là chỉ sự bức bách, vô số ác nghiệp của chúng sanh tạo ra từ vô thủy đến nay sẽ chiêu cảm đến vô lượng các khổ khác nhau. Thực trạng tất cả sinh mạng ở trong cõi mê này đều chẳng có điều gì mà không nhiễm ô và khổ não. Tuy trong đời người cũng có những lạc thú, nhưng cảnh vui này
rốt cuộc sẽ ở nơi vô thường thay đổi, dẫn đến tạo ra nỗi khổ niềm đau. Không có ai có thể tránh được. Liên hệ đối với các loại và hiện tượng của khổ sẽ nói ở sau. Bản thân của đời người là khổ, là thuyết cơ bản của Phật giáo, gọi là khổ đế, liên quan đến chủng loại của khổ rất nhiều. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường gặp đến, không thể nào kể xiết, nhân đó đưa ra tất cả hành khổ trong một pháp ứng, chư hành vô thường của ba pháp ứng. Như từ kinh văn của kinh Chuyển Pháp Luân có thể chia khổ làm 8 loại: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Sanh khổ tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, thai nhi cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, thai nhi cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Nếu như sanh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc. Ngoài ra, sanh khổ còn mang ý nghĩa là sống trong cuộc đời này là khổ. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên Ngài xác nhận là khổ. Lão khổ tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng chất, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, răng lần lần đau nhức chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này cũng thế. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhớp nhơ, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán, kiếp người dường như kiếp hoa. Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Bệnh khổ tức sự khổ trong cơn đau yếu bệnh tật. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại liệt. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là trên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Tử khổ tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc tài sản sự nghiệp, muôn mối dập dồn, quả là thật khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói gì là ưa thích. Ái biệt ly khổ tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao nhiêu gia đình chịu kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sanh ly. Lại biết bao nhiêu kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bụa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn. Còn biết bao trẻ em, quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống chất chưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu, quả thật là khổ. Oán tán hội khổ tức sự khổ về oan gia hội ngộ. Bị những kẻ đối nghịch thù hằn ở gần bên gièm pha nói xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, lại là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ, anh chị em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến,
thường có sự tranh cãi, giận ghét, buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong quan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu. Đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận. Muôn ngàn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ. Ngũ ấm xí thạnh khổ, tức sự khổ về năm ấm hừng thạnh. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân và tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy thứ khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh, chết. Đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Có kẻ, nếu nói sanh là khổ, họ bảo, khi sanh ra tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ bảo, hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo, từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ xoàng thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, họ bảo, cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói chia lìa là khổ, họ bảo, gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói oán gặp gỡ là khổ, họ bảo, tôi đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo, cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không cầu mong chi khác. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm, hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao lại khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án mạng như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau. Các án mạng ấy, một phần do hạ người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ. Họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay từ châu Âu, châu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, nghiện ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa phần cháy, gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hừng thạnh. Ngoài tám thứ khổ nói trên, còn có riêng ba khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ, thân thể này của chúng ta là thân nghiệp báo. Xưa nay trải qua rất khổ rồi, lại thêm sự kích động từ bên ngoài đến, như đói, khát, lạnh, nóng, đánh, hại, vân vân, càng tăng thêm nỗi đau khổ, tức là trên khổ là thêm khổ. Đây là chuyên chỉ cho sự đau khổ trên nhục thể. Hoại khổ, chỉ cho lúc hiện tượng vui vẻ phát sinh biến đổi, tạo thành đau khổ, nhân đó mà gọi là khổ biến đổi, biến dịch khổ. Đây là thứ đau khổ cảm thọ trên tinh thần. Hành khổ, tức là tất cả hành khổ. Chữ hành là chỉ cho tất cả hiện tượng, không thể tránh khỏi, dời đổi, biến hóa, mà tất cả các hiện tượng lưu chuyển đều là khổ. Thứ khổ này cùng với ngũ ấm xứ thành khổ của tám khổ là ý nghĩa giống nhau. Ở trên đã nêu ra các hiện tượng khổ, chỉ là đối với hạng phàm phu đang còn mê hoặc chưa giác ngộ. Đối với bậc thánh giả đã giải thoát mà nói là không cảm thọ khổ đó. Song phàm phu chúng sanh phải chịu các thứ khổ, nhưng chỉ cần có thể kịp thời tỉnh giác, tiến tới tu hành, do ở nơi khả năng chân chánh thấy được khổ, khổ đế, lại có thể quán sát ra nguyên nhân của khổ, tập đế, tiến tới muốn đem khổ tiêu diệt, diệt đế, dẫn đến tìm được phương pháp tiêu diệt khổ, đạo đế. Như vậy cũng có thể khổ giảm thiểu tác dụng cho đến không còn. Tập đế,
Tập đế là chỉ cho sự chiêu tập, phiền não và khổ đau mà chúng sanh thọ lãnh. Là từ hoặc nghiệp, tham, sân, si của ngã tướng, từ nơi nghiệp thọ báo chiêu gom lại. Chiêu tập cái nhân tất cả pháp khổ, cũng chính là căn nguyên của biển khổ sinh tử ba cõi. Tập đế lấy nghiệp làm nhân, lấy phiền não làm duyên. Nghiệp có ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Phiền não có tham, sân, si, lại khiến cho thân, khẩu, ý làm việc bất thiện. Cho nên có cái khổ luân hồi ba cõi, tạo thành nguyên nhân sanh tử luân hồi không dứt và tất cả các thống khổ. Diệt đế. Diệt đế là chỉ cho khổ được diệt, cắt hết nhân tập, đem cái khát ái sở hữu mà diệt đi toàn bộ. Khát ái là đại biểu cho tất cả phiền não. Do đó, diệt là diệt tất cả phiền não, không có nhiễm trước, vắng lặng ẩn mất, cũng tức là niết bàn. Niết bàn chẳng phải là diệt không, mà là xả ly, diệt bỏ tất cả đau khổ, giải thoát khổ não sanh tử của ba cõi. Đạo đế. Đạo đế là chỉ chung cho hành. Đạo đế là tu hành dẫn đến niết bàn, có thể lìa luân hồi sanh tử mà vào trạng thái niết bàn. Đạo này lấy trung dung mà cầu giải thoát, cũng gọi là chánh đạo. Như thế ở trên cuộc sống tu hành, cần làm thế nào mới phù hợp với trung đạo? Chúng ta cần phải nương theo bát chánh đạo mà tu trì.